Ngọc Lục xin mến chào tất cả các anh chị em. Mặc dù các anh chị em chưa có vào nhưng mà hôm nay Ngọc Lục tranh thủ làm cái livestream này nó khá dài hơn thường lệ. Trong khi chờ đợi các anh chị em vào thì cho Ngọc Lục hát một bản nhạc. Sorry, không phải Ngọc Lục hát mà là mở một bản nhạc có tựa đề là Chúng tôi có 20 năm làm tuổi trẻ. Nếu anh chị em nghe có rõ hay không thì có gì cho Ngọc Lục biết nha. Hello chị Anh Thư, hôm nay có đi đâu chơi không? Dạ chào bạn Bưu Nguyễn. Rồi mời các bạn thưởng thức. Chúng tôi có 20 năm tuổi trẻ nha. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Ngồi rõ hai chị. Bữa nay em chuẩn bị cho nó đầy đủ chút xíu. Chị thưởng thức nhạc Chúng tôi có 20 năm làm tuổi trẻ nha. Mới đi về nè. Chào chào chị. Em thích cái bản nhạc này lắm. Chào bạn Chi Thanh Hơn. Chào anh Nguyễn Di. Chào bạn Mai Thanh. Chúng tôi con mến chào cô Hải Diệu và chào mừng cô lần đầu tiên đến với livestream của con. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe. À, Ngọc Lục không có báo trước tại vì chào chị Mỹ Linh Đỗ. Có share cho em sang group và share cho em, cảm ơn cho chị Anh Thư. À, Ngọc Lục không có báo trước là tại vì không biết là mình có làm thực hiện được vào tối thứ bảy hay không đó. Nhưng mà thường thường mình nhận thấy thì thứ bảy không có anh chị em nào lên làm livestream hết. Lý do là tại vì thứ bảy là ngày đi chơi, gia đình, tiệc tùng. Hello chị Hải Sang. Chị có khỏe không? Dạ chào bạn Phúc Vũ. Chào mừng chị đến livestream lần thứ hai nha. Cảm ơn những bó hoa hồng rất là đẹp của bạn. Vui xanh xanh lơm hả? Thanh thanh hơn. Hôm nay có bao nhiêu giờ thì mình cứ nói bấy nhiêu ha, đề tài nó hơi khá rộng. Cho nên nếu mình nói không kịp thì mình nói lần sau, không sao hết. Làm tuổi trẻ. Có 20 năm làm lỡ giờ cuộc đời. Rồi hôm nay chào bà Nguyễn nhìn Vũ. nhau mà khóc nức, rằng mai đây Bạn muốn lên hả, chia Việt sẻ hả? Nam ơi, Việt Nam.
Dạ chào cô Lily Bình An. Dạ Ngọc Lục cũng chưa biết mời như thế nào nữa. Ngọc Lục chưa có học nhưng mà để chút xíu Ngọc thực là thử nha. Hôm nay là tối thứ bảy ở bên Sydney cũng giống như là ở bên Việt Nam. Chào bạn Thời Gian. Mình nghe lại điệp khúc nha các bạn, tại vì cái bản nhạc này nó rất có ý nghĩa mà mình nghĩ là nó thích hợp với cái đề tài hôm nay. Cảm ơn chị, em cũng khỏe. Cảm ơn chị, có nhiều bông hồng quá. Chị Hải Sang đi làm về chưa? Dạ, xin chào Thanh Nguyễn Văn. À, mà sao hồi nãy em thấy thấy là để có muốn tag Lily Bình An không? Như vậy là không phải là người đó vào phải không chị Anh Thư? Chị về rồi đang nấu cơm. Dạ vậy chị từ từ nấu cơm thưởng thức nha chị. Cảm ơn chị ủng hộ. Anh Thư ơi, tại sao nó hỏi mình muốn thét cái người đó không mà cái người đó không có vào? À, tại sao Facebook nó hỏi như vậy vậy? Xem mất còn những ai. Chúng ta 20 năm làm tuổi trẻ, cảm ơn chị Hải Sang. Cảm ơn chị lúc nào cũng ủng hộ các diễn đàn của anh chị em hải ngoại, cố gắng đem hết tin tức truyền về cho đồng bào quốc nội của chúng ta được ngày nào hay ngày đó nha chị. Bạn người bè chúng tôi bao nhiêu người tắt thở trong một đêm sống còn, bao nhiêu người không ngủ cho một đêm bình an. Dân tộc chúng tôi bao nhiêu dòng máu đổ cho mảnh đất thì nhiêu, bao nhiêu dòng lệ nhỏ. Chào bạn Ngọc Nguyễn, chào bạn Nguyễn Minh Hùng. Người ra yêu cầu lên diễn đàn do mạng kém hoặc để máy ngược trình tự nên không kết nối được. À đúng rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Vũ nhắc nhở. Và chào bạn Vân Anh Elizabeth, thân Nguyễn Văn, Nguyễn Minh Hùng. Dạ, xin hỏi các anh chị có thấy hình máy của Ngọc Lục bữa nay để đúng không? Để ngang, không có bị ngược phải không? Và cho lên một lời comment giùm ạ. Tại Ngọc Lục thấy cái máy là hình như chỉnh là đúng rồi đó, anh Minh Lương chỉ đó. Anh mới vừa học anh Minh Lương hôm qua đó. Nghe ca khúc này gơi lệ thương cho đồng bào ta quá, thương thương quá chị ơi, anh nhiều đêm khó ngủ. Nhưng vì trăn trở, chào bạn Trọng Lê. Nhìn nhau mà khóc nức. Dạ, nhạc cũng vừa xong, để Ngọc Lục mở cái độ nhỏ lại không thôi thì tự hát lên rồi làm phiền chúng mình đang nói chuyện tâm sự.
À, để Ngọc Lục chuyển cái volume nó nhỏ chút xíu. Rồi, thì mình sẽ có giờ không có bị dạ xin chào bạn Lục Nguyễn Lộc Phước. Không biết Ngọc Lục hồi nãy giờ có bị miss ai chưa có chào hay không, nhưng mà vừa qua thì chúng ta vừa cũng thưởng thức cái bài hát do tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly. Chúng ta có 20 năm làm tuổi trẻ. Đêm hôm nay chắc là tuổi trẻ Việt Nam để mình giới thiệu chút xíu là về ngày hôm nay ha. Hello Kim. Thứ bảy ngày 15 tháng 12 2018, hiện tại ở Sydney thì lúc Ngọc Lục bắt đầu livestream là khoảng 9:45, bây giờ là 9:55 tối, và bên Việt Nam thì cách đó 4 tiếng trước, cho nên chắc khoảng nếu 10 giờ trừ cho 4 thì khoảng 6, gần 6 giờ tối giờ giờ Việt Nam. Xin tất cả xin thân chào tất cả các bạn vừa vào ha. Ngọc Lục xin tạm dừng cái phần chào hỏi đây để mình tiếp tục cái buổi đàm thoại hội thảo của mình ngày hôm nay với các anh chị em. Dạ. Thì như trên cái chủ đề mà Ngọc Lục để đó là sorry, Ngọc Lục chia sẻ một chút xíu về cái bài hát mà chúng ta có 20 năm làm tuổi trẻ. Là vì Ngọc Lục thấy trên livestream hình như bên Việt Nam của chúng ta đêm nay thì có một cái trận đấu, hình như trận đấu cuối cùng thì phải. Ngọc Lục không có theo dõi về đá bóng, đá banh cho nên Ngọc Lục không có biết. Nhưng mà hình như là trận cuối cùng thì phải, thì có cơ hội thắng lắm. Cho nên chắc là anh em Việt Nam, Cộng sản Việt Nam chắc là đang, hay là các bạn trẻ Việt Nam rất là đang hào hứng ha. Mình muốn lôi kéo các bạn trở về đây để mà nghe livestream của mình chút xíu. À, nhưng mà mình biết các bạn đó bây giờ đang rất là cuồng bóng đá, yêu luôn đảng, nhưng mà lại không biết là các bạn có biết yêu đất nước, dân tộc của mình hay không. Rồi, vô cái đề tài tính đề tài chính ngày hôm nay. Em chào tất cả các bạn vừa vào sau, cả luôn anh Phoenix Nguyễn nha. Là về sinh lão bệnh tử. Chúng ta ai cũng có một lần sinh ra, nhưng quý vị biết gì biết đó, khi mà một em bé mà sinh ra đời thì lúc nào cũng đi theo một tiếng khóc. Đó là vừa chào đời thì mình biết là cuộc đời này là bao là bể khổ. Do đó mình cần phải sống như thế nào và sống làm sao cho không còn là cái bể khổ mà Thượng Đế đã ban cho chúng mình, là khi mà ra đời là bể khổ. Do đó chúng ta mới có sinh lão và bệnh tử. Khi mà chúng ta sinh ra rồi chúng ta lớn lên 20 năm đầu đó, thì ở với cha mẹ, học ở, mình kêu là học ở ở gia đình. Gia đình là cha mẹ là cái người thầy cô giáo đầu tiên dạy cho chúng ta. Cho nên cha mẹ là thầy cô giáo của các em trước khi mà các em vào mái trường, nơi mà các em đến học. Có thể là mái trường dưới chủ nghĩa xã hội, hay là có thể là dưới mái trường của tư bản văn minh. Rồi sau đó học xong thì các em mới có cơ hội đi ra ngoài. Lúc đó các em mới chạm trán với trường đời. Cho nên chắc các em phải trải qua ba cái thời gian. Làm tuổi trẻ là 20 năm đầu và 20 năm sau là trường đời. Và có một số người thì may mắn là không có trải qua cái thời gian là cái bệnh tật đó. Người ta sẽ kéo dài cho đến ngày người ta mất, mà người ta mất một cách êm đẹp. Tuy nhiên tình trạng Việt Nam ngày hôm nay đó không phải là chúng ta lão mà chúng ta chết, và chúng ta bệnh chúng ta chết, nhưng mà chúng ta có thể chết qua đời vì những cơn bệnh tật, ung thư hay là những cái dị tật khác mà làm cho chúng ta, hoặc là chúng ta ra đường mà lỡ may sụp ổ gà hay là xe đụng xe cán, do những cái nguy hiểm mà trên đất nước Việt Nam có thể xảy ra bất cứ nơi nào đó, thì nó gây cho chúng ta cái sự tử vong. Không một ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử nha các bạn. Tuy nhiên mình có thể làm sao để mà giảm thiểu, không biết cái đèn này nó có làm chói hay không ha, làm giảm thiểu tối đa cái sự mất mát hay là cái sự chết chóc hoặc là cái sự bệnh hoạn của mình. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi luôn gửi cái thông điệp về cho đồng bào ở trong quốc nội đó, là các bạn hãy đứng lên tranh đấu để cho đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, và hãy đuổi đi tất cả những người Trung Quốc, những người kêu bằng Tàu Cộng đó, giặc ở phương Bắc vào xâm chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta.
tránh đi những cái tình trạng mà bệnh tật, dị tật hay là ung thư đến một cách bất thường và không 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 thể nào lường trước được, và dẫn đến sự tử vong của một người còn quá trẻ. Như tin tức cũng vừa nói là không không những mà các bạn chỉ khổ đau mà các bạn qua đời. Có những bạn trẻ ở 20, 30 tuổi chỉ vì một cơn đi bão mà 25 người qua đời, 250 người thì phải. Nếu mà Ngọc Lục nói sai các bạn dùm comment dùm nha. Tại vì có đó cũng là những cái tin tức bên Việt Nam thôi, Ngọc Lục cũng chỉ đọc qua sơ thôi. Không nhớ rõ lắm, 250 người hình như là bị thương thì phải. Và thì đó là những cái cơn bão mà chính ai gây ra? Chính là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lôi kéo các bạn trẻ của chúng ta ngày nay, thay vì phải dấn thân vào con đường học vấn, phải phát minh ra những cái gì đó hữu ích cho đồng bào, cho nhân loại, cho đất nước, nhưng mà họ lại lôi kéo các em ra đường đi đi bão. Mình không hiểu cái chữ đi bão là đi. 250 người, cảm ơn em Minh Trần. Dạ, 250 người bị thương và 25 người tử tử mạng tử 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 vong nha các bạn. Những con số đó nó không phải là nhỏ đâu thưa các anh chị em, nó vô cùng to lớn. Mà cái sự mất mát đó là để lại cho những người thân, cha mẹ, anh chị em, bạn bè của mình, những người còn ở lại phải khóc tiễn những người ra đi. Nhưng mà không có một cái sự bồi thường nào hết của cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nha. Ở đây mình muốn nhấn mạnh là mỗi một cái sự mà mất mát mà qua đời những cái nạn nhân ở Việt Nam đó, không hề được một sự bồi thường nào ở các nhà cầm quyền đến cho cái người thân trong gia đình đó. Về mọi mặt, chút xíu nữa mình sẽ phân tích thêm về mỗi lĩnh vực khác nhau. Dạ. Qua cái đề tài thứ hai mà Ngọc Lục muốn nói đó là về năm cái điều để cho con người chúng ta sinh tồn đó. Thì mình muốn nói về thức ăn nè, không khí, nước uống, nơi sinh nơi cư ngụ, và hình như điểm cuối cùng là self defense, thì Ngọc Lục tạm dịch đó là khả năng mà coi như tự vệ ha, nhưng mà cũng không biết nó có đúng có sát nghĩa hay không nếu mà dịch ra tiếng Việt. Dạ, tiếng cộng sản nó ký bán cho thằng giặc 94 triệu bộ nội tạng. Dạ, rất là đau lòng ha chị Hải Sang. 94 triệu bộ nội tạng thì họ làm giàu, rất là giàu, làm được biết bao nhiêu. Trong cái 90 triệu dân đó mà chắc có lẽ trừ ra mấy ông lãnh đạo thì còn khoảng 90 không chị? 90 triệu. Dạ, thôi em trở lại cái đề tài này nha. Rồi. Khi mà mình nói về những cái điều căn bản tối cần nhất để sinh tồn, cái sự sống còn của một con người đó là chúng ta nói về không khí. Không khí phải trong lành, phải trong sạch, không bị ô nhiễm, thì cuộc sống, những cái gì mà chúng ta hít thở vào đó, nó mới làm cho con người chúng ta thoải mái và có thể vui đời và làm việc nó một cách nó coi như nó phát triển hơn đó. Còn mà nếu như mà không khí mà bị ô nhiễm, ra đường mà các bạn phải đi bịt coi như là khẩu trang rồi che hết đầu, rồi chỉ còn lại hai con mắt để mà thấy đường mà lái xe thôi đó, thì bắt các bạn nghĩ sao? Về nhà cởi ra là lau mặt là toàn là cát bụi không, chưa kể là những cái thứ mình hít vào nó có biết bao nhiêu là chất độc ở trong đó. Đó là do ai? Đó là do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mời gọi người anh em của họ vào, đem những cái công ty mà thải những cái chất Formosa và Tây Nguyên bauxit, những cái nhà mà coi như là thiết điện hay là làm sắt gì đó, biết bao nhiêu là khối thải ra miền Trung, miền Bắc của đất nước Việt Nam chúng ta. Rồi những người dân Việt Nam yêu nước lên tiếng để mà chống đối về những vấn đề đó 2 năm trước đây. Không phải là cái chuyện mới, không phải là cái chuyện còn mới nữa, mà là 2 năm trước đây. Thì những anh em đó ngày hôm nay đã bị ngồi tù ngay trong quê hương Việt Nam của chúng ta, chỉ vì lên tiếng bảo vệ cho môi trường sống, môi trường sạch, No Formosa. Trong đó thì chúng ta thấy là có mẹ nấm. Mẹ nấm cũng vừa vừa được, mình phải nói là vừa được hay là vừa bị gì đó, Đảng Cộng sản Việt Nam thả ra để mà trao đổi
lấy một cái quyền lợi nào đó về cho họ, và mẹ nắm coi như là hình thức là bị trục xuất đi và không được trở về đất nước quê hương. Đó là một cái điều vi phạm. Vi phạm là cái là vi phạm hiến pháp của bộ luật bộ hiến pháp 2013 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi lên, là họ có cái điều khoản là người công nhân không có bao giờ có quyền bị trục xuất ra khỏi đất nước Việt Nam. Nhưng mà biết bao nhiêu người đã bị trục xuất ra khỏi đất nước Việt Nam, thưa quý vị? Như chúng ta thấy là phụ tá của luật sư Nguyễn Văn Đài hả, đi Đức đó, khi mà cô ta muốn trở về Việt Nam để mà chăm lo cho mẹ của mình, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đâu có cho cô ta cái phép được trở về nơi cô ta sinh ra, lớn lên và còn người thân bên đó. Họ không còn chấp nhận cô ta trở về đất nước đó nữa. Khi mà họ đã trao đổi trục xuất quý vị đi rồi đó, là họ muốn mình đi vĩnh viễn. Để làm chi? Để cho tiếng nói của mình nó không còn mạnh, không có còn đủ ảnh hưởng đến những anh em đồng đội ở Việt Nam, ngay quê nhà. Chúng ta người hải ngoại chúng ta nói ở đây là tại vì chúng ta có cái quyền được nói. Chúng ta muốn nói cái gì thì chúng ta nói, không có ai bắt bớ chúng ta hết. Nhưng mà nó có cái tầm ảnh hưởng lớn hay không đối với những người dân trong nước? Các anh chị em tự hỏi đi, nó có cái tầm ảnh hưởng lớn hay không? Theo mình thấy đó, thì nó có và không. Tại vì nếu như mà nó có tầm ảnh hưởng lớn thì đến ngày hôm nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó không có còn ngồi trên cái vị trí đó. Đến bây giờ theo Ngọc Lục thì không có làm livestream hay là không có theo dõi Facebook thường như các anh chị em khác. Nhưng mà Ngọc Lục nghe kể lại đó, là các anh chị em đã từng livestream, đã từng kêu gọi, đã từng lên tiếng từ 2 năm về trước, khi mà Facebook có cái function làm livestream này, như là anh Tân Thái rồi các anh chị em Benny Trương và các anh chị em bên Úc. Thì chúng ta cũng có chú Hoàng Ngọc Diêu, anh Minh Lương cũng nói là ảnh cũng đã bắt đầu hình như là khoảng thời gian Formosa. Dạ, Quân Trương cũng vậy, theo mình nghĩ là chắc cũng đâu khoảng thời gian đó, rất là sớm nha các anh chị. Do đó cái tiếng nói của chúng ta đó nó có, nhưng mà nó không có được ảnh hưởng mạnh lắm đến những người dân ở trong nước. Ngọc Lục cũng thắc mắc không biết là mỗi lần mà mình làm cái livestream như vậy đó, có bao nhiêu người dân trong nước theo dõi hay là coi lại những cái mà livestream, hay là của mình hay là của những anh chị khác làm, hay là chỉ mình nói và người hải ngoại coi. Cho nên mình vô cùng thắc mắc là tại vì mình không có nhận được cái comment, hay là mình không có nhận được cái sự trao đổi của những người đó đó. Do đó mình không biết là các anh chị em Việt Nam hôm nay nếu được á, mình rất muốn có những các em học sinh hay là các công nhân. Ngọc Lực muốn nói chính đề tài chính đó là về các công nhân Việt Nam nha. Nếu được các anh công nhân Việt Nam vào đây để mà chúng ta có một buổi nói chuyện về vấn đề mà các công nhân bị Đảng Cộng sản Việt Nam lạm dụng quyền lực. Mình phải dùng chữ là lạm dụng quyền lực để mà đàn áp công sức, công lao của các anh chị như thế nào. Mình sẽ khai thác về vấn đề đó, và mình sẽ nói thêm về những cái luật lệ của bảo vệ mà những người công nhân đáng được. Các anh chị em đáng được. Nhưng mà tại vì các em chị em không biết, hay là các anh chị em không muốn biết. Để em nói cho. Cảm ơn Minh Trần. Em phải nói, tại vì chị rất là muốn lôi kéo những cái tầng lớp mà lao động đó, công nhân, cho họ hiểu thêm. Họ cần phải hiểu thêm để họ biết những cái quyền lợi của họ mà họ đứng lên họ tranh đấu. Đôi khi họ không hiểu là nếu mà họ tranh đấu họ được cái gì đó thì họ sẽ không có màng tranh đấu, và họ có thường có một cái cảm giác như thế này: tôi tranh đấu để làm cái tôi tranh đấu để làm chi, nói cũng như không, nói đâu có được gì. Do đó nếu mà họ hiểu được là khi mà họ có một cái sức, mình kêu là Minh Trần quan sư bị. Dạ, chút xíu nữa chị sẽ cố gắng làm sao mời lên nha em. Chị sẽ cố gắng làm cái đó, chị cũng đang học hỏi thôi. Dạ, mình đang nói tới đâu rồi ha? 5 điều là hồi nãy giờ mình đang nói về không khí. Dạ thôi, bây giờ mình trở lại công nhân chút xíu nữa, Ngọc Lục sẽ tới tới cái vấn đề công nhân. Không khí thì nó đang bị ô nhiễm trầm trọng ở Việt Nam. Qua đến thức ăn thì cũng toàn là những thức ăn độc hại. Từ đâu mà có những thức ăn độc hại đó?
Nếu quý vị nhìn về 43 năm về trước đi, miền Nam Việt Nam hay là trước đó miền Bắc, Ngọc Lục không chưa từng ra miền Bắc, cũng chưa từng đi du lịch ở miền Bắc, cho nên cũng không hiểu cái hoàn cảnh sống ở đó như thế nào. Chỉ biết qua sách vở hay là qua mấy cái video thôi. Thì mình là người miền Nam, mình nói chuyện ở cái nơi mình sinh ra đó. Miền Nam, thức ăn. Cái thời mà Ngọc Lục ở đó đó, Ngọc Lục đâu có nghe dân kêu gọi là thức ăn này độc lắm, phải tránh hay là đừng có ăn cái này hay bỏ cái kia hay là cần phải suy nghĩ. Mình ra chợ là mình mua mình cứ ăn thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? 43 năm sau, tất cả thức ăn trên đất nước Việt Nam toàn là độc hại, và cũng toàn là do một cái tay lông lá của Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi người vào, hay là tìm cách mà làm như thế nào đó mà cho những người dân Việt Nam của mình đó, thấy gì vụ lợi và cái điều kiện sống đó, họ phải làm như vậy để cho cái hàng hóa của họ nó có vẻ xanh tươi tốt đẹp hơn mà bán ra mà có tiền. Tất cả là cũng là về cái những cái yếu tố mà sinh tồn để sống thôi quý vị, cũng là vì tiền thôi, cũng là vì miếng cơm manh áo. Và qua đến nước uống, nếu mà chúng ta không có nước đó, chúng ta nếu mà một người mà tuyệt thực như là các bạn thấy những cái tù nhân lương tâm mà anh Trần Quỳnh Di Thức, anh có thể tuyệt thực 31 ngày rưỡi, 33 ngày rưỡi, xin lỗi quý vị. Mà ảnh chỉ cần uống nước và ảnh luyện công hay là ảnh tập khí công gì đó, ảnh cũng có thể duy trì cái mạng sống của ảnh. Nhưng mà nếu các bạn không có nước uống hay là các bạn không có một nguồn nước sạch để mà uống, các bạn nghĩ là mình có thể duy trì được bao lâu? 3 ngày, 5 ngày hay 7 ngày? Gần đây thì sông Đồng Nai đó đã bị 26 tấn hả? 26 tấn hóa chất thải xuống dòng sông Đồng Nai của chúng ta, nó sẽ làm ô nhiễm đi những dòng nước chảy về đâu, và người dân chúng ta sẽ chịu lãnh hết. Họ đâu có tiền mà đi mua những thứ nước lọc hay là nước từ ở nước ngoài chở về như những người lãnh đạo đâu quý vị, thưa anh chị em. Cho nên á, có những người là chỉ là ra sông là múc lên mà uống mà thôi, múc lên là nấu là uống mà thôi, đâu có được mà lọc hay là qua một cái hệ thống gì đâu. Và cho nên nguồn nước mà cũng bị độc hay là bị những cái chất gì mà nó khi mà nó đi vào một cái dòng sông, nó sẽ lan truyền qua những cái nơi khác mà chúng ta không có thấy được. Nó vô nước thì mình làm sao mình thấy được, nước thì nước trắng rồi quý vị. Khi mà mình thấy nước dơ thì nó trở thành màu đen. Mà những dòng sông ở Việt Nam á, Ngọc Lục mà có lần đi về Việt Nam cũng nhiều năm lắm rồi, thì mình không hiểu sao mà mình đi ngang nó thì nước nó rất là đen tối mà nó có mùi hôi nữa ha. Và rồi gần đây đó, những cơn mưa lớn bão lụt ở Việt Nam làm ngập lụt thành phố Sài Gòn, nó thành cái hồ chứa mưa. Những cái nước mà nó dâng lên như vậy đó mà nó không có rút đi kịp đó, tại vì cái sự thoát nước nó không có được làm an toàn hay là làm ra đúng như những thứ mà khi mà mình xây cất nhà hay là mình làm đường ống gì đó, thì mình phải có kỹ sư để mà mình vẽ ra bản đồ là khi mình làm như vậy nước nó thoát về đâu, cơn mưa cơn lũ gì tới đó, mà nếu như thiếu những thứ đó thì nước nó sẽ động lại những chỗ đó, và những cái thức chất dơ rác rưởi nó quện với nước, rồi nó sẽ tạo ra những cái cơn dịch mà các bạn nếu có nghe livestream của thầy Thích Thông Lai, mình không có nhớ là hôm nào. Dạ. Thì thầy có nói đó là theo kinh Phật ở Việt Nam đó, thì Việt Nam chúng ta sẽ trải qua ba cái nạn. Thứ nhất đó, là nạn đói khát. Thứ hai đó, là nạn bệnh tật bệnh dịch đó. Còn thứ ba đó là về chiến tranh. Các bạn nghĩ đi, một trong ba đó mà cái đó mà mình phải hứng chịu đó, thì đời sống của người dân chúng ta rất là khổ cực ha, rất là đã khổ cực rồi, nó sẽ đi đến con đường rất là gian nan. Cái điều thứ tư của sự sinh tồn là mình muốn nói về
cái chỗ cư trú, cái mái nhà của mình, nó kêu là cái shelter đó. Mỗi một người có một cái nơi cư trú mà chúng ta về ngủ, về ở, về trú mưa, về trú nắng. Đêm đông lạnh thì có cái nơi để mà nghỉ, chúng ta không có cần phải ở ngoài đường. Dạ, shelter là cái nơi mà chúng ta ở, như là mái nhà của chúng ta đó. Nếu một ngày nào đó các bạn mà không có lên tiếng đó, các bạn nghĩ là mình đang được hưởng cuộc sống ấm êm hay là bình an rồi, đủ rồi, không có cần gì nữa hết. Bỗng một ngày đẹp trời, Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là mình nói là Đảng Cộng sản Trung Quốc đi ha, vào cướp hết, đuổi các bạn ra khỏi nhà. Lúc đó các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Không có còn nhà cửa ở, cái đó là vô gia cư. Không phải là không có, chỉ là nó chưa có xảy đến cho chúng ta, thì chúng ta chưa có bị đau. Kim chưa có chích tới chứ mình thì mình chưa chưa có đau. Mình chỉ thấy người khác đau, mình không bao giờ mình tưởng tượng được cái nỗi đau đó nó to lớn như thế nào. Nhìn về Thủ Thiêm thì mình cũng thấy rồi, đi kiện tụng 20 năm trời có đến đâu không quý vị. Không những vậy mà cái ông Nguyễn Tiện Nhân á, mình kêu là ổng là ổng Nguyễn Tiện Nhân đi ha, ổng còn phát biểu là người dân bị cái gì ta, lực lượng thù địch, sorry, thế lực thù địch làm mất lòng dân gì đó. Đại khái là ổng đổ thừa là có một cái thế lực thù địch nào đó làm cho dân không còn lòng tin ở đảng nữa. Nhưng mà làm sao có lòng tin được quý vị, khi mà nhà người ta mất, nước nhà người ta mất mà 20 năm trời không ai giải quyết, thì còn lòng tin nữa đâu để mà nói mà đi đi đổ thừa qua thế lực thù địch này, thế lực thù địch kia, mà không chứng minh những cái thế lực đó là ai, đó là từ đâu ra. Phải chăng thế lực thù địch đó chính là bản thân các lãnh tụ lãnh đạo ở Việt Nam, nhưng mà họ không tiện nói ra, cho nên họ mới dùng những cái từ mà mình không hiểu là lục chỉnh lại cho nó thẳng chút xíu. Dạ, mình không có hiểu là họ muốn đang ám chỉ ai, nhưng mà mình nghĩ là họ đang ám chỉ họ đó quý vị. Điều thứ thứ năm mà theo như cái tiếng Anh mà họ để là self defense, đó là yếu tố mà sinh tồn, đó là về cái khả năng tự vệ của chúng ta. Mình nghĩ cái đó là cũng là bản chất bình thường thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta gặp nguy đó thì chúng ta có một cái phản ứng lại là chúng ta có tự tự vệ để cho mình được sống. Có nghĩa là ai đánh mình thì mình né, hay là mình đánh lại gì đó. Đại khái là như vậy, để cho mình được sống. Và trong cái luật pháp cũng vậy, nếu như mà bạn chỉ vì tự vệ cho cái sự an nguy của mình mà mình đánh trả lại, rồi cái người mà hành hung mình đó vô tình mà bị thương hay là bị qua đời gì, thì mình cũng không bị tội sát nhân, là tại vì mình vì tự vệ cá nhân, vì cái sự an nguy của mình và vì cái sự họ tấn công mình trước, mình tự vệ và mình lỡ tay mình giết họ, do đó mình cũng bị tội nhẹ thôi quý vị. Dạ, Ngọc Lục xin chuyển qua cái đề tài công nhân ha, nhân quyền ở Việt Nam. Dạ, công nhân, các công nhân ở Việt Nam, nếu như các bạn vẫn còn cam chịu đi làm mỗi ngày, sáng đi chiều về, không 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 màng gì đến chính trị, không màng gì đến đất nước, không màng gì đến tình trạng lương bổng của mình hay là cuộc sống của mình nó có tốt hơn như thế nào đó. Tại vì thường thường á, mình nghĩ là mình tranh đấu mình cũng không có được, do đó thì thôi thì mình cứ an phận thủ thường ha. Nhưng mà nếu như mà các bạn chịu tranh đấu cho cái quyền lợi của người công nhân của quý vị đó, là tại vì trong cái điều 4 hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì họ có nói là Đảng Cộng sản là cái đội là người tiên phong, rồi sau đó đó thì hết tiên phong mất thì là người trung thành của nhân dân lao động toàn dân Việt Nam. Khi mà quý vị các anh chị công nhân mà biết về những cái điều căn bản mà mình được, chẳng hạn như mình đang nói về những cái giờ làm việc của mình đi ha, các anh chị em, mình chỉ biết là nếu mà mình chỉ cần đi làm 1 tuần mà lương ở những cái nước mà tư bản đó, nếu mà đất nước Việt Nam mà trở lại cái thời mà
mình kêu là dân chủ á, thì cái lương của một người căn bản mà mình kêu là tối thiểu đó, nó phải là khoảng 720 đô một tuần. Ở đây mình nói lương tuần chứ mình không có nói lương tháng nha. Nếu mà mình tính ra 720 đô một tuần mà mình chia ra 38 tiếng đó, thì mỗi một tiếng đồng hồ ít nhất cũng khoảng gần 19 đô la. 19 đô la một giờ đồng hồ các bạn làm. Còn như các bạn làm ngoài giờ thì các bạn sẽ được trả thêm 1.25%, có nghĩa là hoặc là 1.5 tùy theo những cái ngoài giờ đó các bạn làm, nó ngay ngày chủ nhật hay là sau cái giờ làm việc là buổi tối hay là cái giờ vào cái ngày lễ mà mình nghỉ, thì lương các bạn nó sẽ nhân lên gấp đôi, là tại vì các bạn đi làm ngay cái ngày lễ của quốc gia, có nghĩa là ngày public holiday đó. Rồi khi mà các bạn đi làm như vậy đó mà được làm, mặc dù là không phải là full time, có nghĩa là toàn thời hay là bán thời hoặc là mình kêu là casual, có nghĩa là mình làm mà thỉnh thoảng mình được kêu mình mới được trả, mình đi làm mình mới trả lương đó, thì những người casual đó họ lãnh lương cao hơn những người làm toàn thời hay bán thời trên 1.25%. Và khi mà làm như vậy thì tất cả những công nhân đó đó họ phải được có trả về lương hưu trí. Mình kêu là cái hưu trí đó phải được đóng vào một cái quỹ hưu trí để khi các bạn già đi hay các bạn bị tai nạn mà các bạn cần xử lý những số tiền đó trước cái ngày các bạn già đi đó, có nghĩa là mình bị tai nạn mà mình không còn khả năng làm việc được đó, thì mình có quyền lấy cái tiền hưu trí đó ra mình xài trước. Còn nếu mà mình vẫn còn khỏe khoắn thì cái tiền hưu trí đó phải được giữ lại cho đến khi 25 tuổi, 65 tuổi là cho đàn ông. Thì các bạn mới được sử dụng cái tiền hưu trí đó và sinh sống cho cái tuổi về già của mình, mà mình không có cần phải ra đường bán vé số hay là đi lụm ve chai hay là đi làm những công việc mà bán rau cải ngoài chợ rất là cực nhọc cho những cái tuổi già của quý vị. Do đó nếu mà quý vị có được một cái đời sống mà mình kêu là chuẩn ở các nước tư bản tự do đó, thì các bạn đi làm. Dạ đúng rồi, public holiday là được trả 2.5 lần. 2.5 lần có nghĩa là mình được lương thay vì 100 mà người ta trả là 250 đó. Dạ 250 đồng là 2.5 lần cho những ngày đi lễ. Những ngày lễ mà lễ public holiday là lễ của toàn quốc gia của bạn đang sống, mà cái ngày lễ đó mà không ai đi làm mà có mình đi làm đó. Dạ. Super là cái là về lương hưu trí mà các bạn được đó. Nó tính như thế nào? Là nó tính 9.5% cái lợi tức của các bạn có trước khi đóng thuế. 9.5% mình nói như là 10% đi ha. Nếu như mà lương các bạn một năm có được 50.000 thì chủ phải đóng hết gần đi gần 5.000, khoảng 4.000 mấy đó cho một cái quỹ hưu trí để dành cho bạn. Và cái đó là mỗi một năm các bạn có như vậy. Và khi bắt bạn làm việc, nếu mà các bạn làm việc từ 25 tuổi cho tới 65 tuổi, đó là 40 năm làm việc. 40 năm mà các bạn nhân lên con số đó, chưa kể là cái quỹ hưu trí đó họ có đầu tư và số tiền đó có được lời hay không, và nhiều khi nó bị lỗ nó mình cũng không có biết trước nha. Mình sẽ được một con số khổng lồ khi mình về hưu và mình không có cần đi qua xin cái tiền của an sinh xã hội. Do đó mình vẫn luôn luôn mình thích cái em trai ở Việt Nam là Phong Nguyễn đó. Em ta thường hay nói về những hôm tối anh ta mới vừa làm về cái đề tài về nhân quyền đó, mà anh ta có nói về là anh ta có khả năng đi làm kinh tế đó, kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà ta không làm. Em ta muốn kêu gọi các công nhân hãy đứng lên để mà dành cái quyền công nhân phải được trả lương cho nó chính xác, hay là cho cao hơn, cho nó đúng với cái mức lương của họ được hưởng. Và khi mà các bạn đi làm như vậy đó, các bạn ngoài những cái quyền lợi về hưu trí đó, các bạn còn có những cái quyền lợi khác nữa mà mình sẽ xin tóm tắt ở đây. Những cái quyền lợi đó là những quyền lợi cho phụ nữ là mình sinh nở nè ha, họ có thể trả tiền trong cái khoảng thời gian mình sinh nở và mà giữ lại cái job, giữ lại cái việc làm đó cho mình khi mình sinh nở xong mình trở lại mình làm. Tuy nhiên cái phần mà trả lương đó đó thì nó không có phải là nó dài hạn. Nó khoảng là 6 tháng theo cái luật ở bên Úc thì trả lương theo như cái mức mà mình đi làm mình được nhận đó, được trả lương 6 tháng chính phủ trả nha quý vị. Họ người chủ thì giữ cái vị trí của mình làm lại đúng 12 tháng và mình phải trở lại, tuy nhiên mình có thể xin thêm nếu mà mình cần phải nghỉ dài dài hơn và mình trở lại công việc của mình mà mình không bị đuổi việc.
rồi mình được cái những cái quyền lợi là một năm mình được nghỉ 4 tuần để mà đi du lịch hay đi chơi mà vẫn được lương bình thường, một năm trung bình 4 tuần nha. Mình được nghỉ những lần mình bị bệnh, một năm mình có thể bị bệnh từ 8 tới 10 ngày tùy theo cái năm đầu tiên mình đi làm và năm thứ nhì, năm thứ ba. Mình có thể được nghỉ năm đầu tiên 8 ngày trong một năm, được nghỉ bệnh mà mình cũng vẫn được lãnh lương. Và mình được nghỉ chẳng hạn như là chăm sóc người nhà, con mình bị bệnh hay là cha mẹ bị bệnh mà mình cần phải nghỉ hôm đó để mình chăm sóc người đó, thì nó cũng là những cái lương bệnh của mình được nghỉ trong một cái năm đó. Tuy nhiên mình nghỉ nhiều quá đó thì mình sẽ không được trả nữa, tại vì mình đã xài hết những cái phần mà mình được hưởng rồi. Các bạn mà làm cho một công ty xuyên suốt mà không có nghỉ đó đúng 10 năm thì các bạn sẽ được hưởng 2 tháng lương trọn vẹn, nghỉ không làm được lãnh tháng lãnh 2 tháng lương như là những ngày các bạn đi làm, lúc đó mình đi du lịch. Bên cạnh đó, những ngày lễ các bạn nghỉ, mà nếu mà các bạn làm việc toàn thời đó, các bạn vẫn được trả lương. Ngày lễ đây mình nói là ngày lễ của quốc gia đó. Và khi mà các bạn có những cái lần mà đi làm việc, mình kêu là công tác xã hội đó, các bạn vẫn được trả lương, nó kêu là community service leave đó, các bạn vẫn được trả lương. Dạ, Ngọc Lục xin mến chào tất cả các bạn mới vừa vào. Ngọc Lục không có đọc kịp tên, xin lỗi nha. Dạ, thì đó là những thứ mà mình nghĩ là nó là căn bản của những người công nhân, lương công nhân mà nên được. Và những cái người công nhân đó, luật lệ ở những nước tư bản họ bảo đảm rất là vững chắc và an toàn, có nghĩa là họ có một cái Fair Work Commission, là một nơi để các bạn lên internet đó tra về cái tên đó và các bạn tìm hiểu coi các bạn đi làm như vậy đó là các bạn được trả lương theo như cái award nào, có nghĩa là cái tên đó là tên gì, cái job của mình làm đó mình sẽ được trả lương tối thiểu nó là bao nhiêu và những cái điều kiện làm nó như thế nào. Vừa rồi Ngọc Lục có chia sẻ đó là cái lương mà 19 đồng đó là chỉ là căn bản, và cho một người adult là một người lớn tuổi đó, trên 20 đó, trung bình là thấp nhất đó là 19 đồng trở lên nha. Còn khi mà các bạn có những cái level 1, 1, 2, 3, 4, có nghĩa là mình làm giỏi hơn đó, thì lương của mình nó sẽ cao hơn. Và mình bắt đầu từ con số ở 19 đồng trở lên. Tuy nhiên, giữa mình và chủ có thể thương lượng với nhau. Tại vì mình làm giỏi hay là cái khả năng của mình nó cao, mình có thể được trả cao hơn cái mức mà cái luật họ quy định. Mình không nhất thiết là mình phải bị hạn chế ở những cái luật này, nhưng mà chủ á, thì bị hạn chế là không được đi xuống dưới cái mức quy định ở trong cái luật là đàn áp hay là mình kêu là lạm dụng quyền công việc hay sức lực của những người công nhân đi làm việc cho mình đó. Dạ. Rồi qua cái câu nói mà vì lợi ích 100 năm trồng người của ông Hồ Chí Minh mượn về, ông ta mượn về để mà nói cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, cho các học sinh sinh viên Việt Nam đó, là câu nói 100 năm trồng người. Các bạn suy nghĩ đi, đất nước Việt Nam chúng ta có trồng ra được những nhân tài thật sự nào hay chưa, hay là chỉ là một câu nói mà thôi. Bao nhiêu người lên tiếng, những biết bao nhiêu người nhân tài trong đất nước Việt Nam mà chúng ta còn chưa được nghe tiếng của họ. Tại vì những người mà lên tiếng thì đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhốt vào tù, bịt miệng không cho họ nói, thì còn đâu những người khác họ muốn nói lên tiếng nói hay là họ muốn đóng góp sức của mình cho đất nước Việt Nam, không hẳn là chỉ là chống lại cái đảng Cộng sản tà quyền này. Chẳng hạn như anh Trần Quỳnh Di Thức, ảnh chỉ muốn đóng góp một cái sức mọn của mình để cho đất nước này nó tốt đẹp hơn thôi. Nhưng mà ảnh cũng bị ngồi tù đến ngày hôm nay là bao nhiêu năm rồi quý vị? Hình như là 9 năm rồi. Nhưng mà anh ta là một nhân tài mà không ai trong chúng ta không thể nào không phục và không thể nào không nhớ ghi ơn và lúc nào cũng phát nhắc nhở. Và mình vẫn còn đang, à, thì, à, chúng ta mỗi người vẫn còn đang tranh đấu cho sự tự do của anh Trần Quỳnh Di Thức và tất cả các tù nhân lương tâm mà không
không như thả ra mà không bị không chịu bất cứ một cái điều kiện nào mà nhà cầm quyền cộng sản đưa ra đó quý vị. Ngọc Lục có một cái bài về cái đạo đức tan hoang của một người Minh cũng tên là Minh Tâm luôn nha, Minh Trần. Dạ cũng cũng tên Minh Tâm nhưng mà nó khá dài. Tuy nhiên có một đoạn nói về cái phần mà 100 năm vì lợi ích 100 năm trọng người đó, cho nên Ngọc Lục xin trích ra đọc cái đoạn đó mà thôi nha. Tại vì khá dài quá thì sợ anh chị em sẽ bị chán, thấy nhạt nhẽo cho nên không có còn theo dõi nữa. Thì trong cái bài đó có cái tựa đề là Tại sao đạo đức tan hoang. Để Ngọc Lục đếm coi nó có mấy mấy cái phần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dạ, nó có 8 đoạn nhỏ. Thì cái đoạn mà Ngọc Lục đọc ở đây đó là về 100 năm trồng người đó. Là cái đoạn gần cuối ha, đoạn thứ 7. Sau năm 1975, băng rôn quen thuộc của các trường học miền Nam, tiên học lễ, hậu học văn đã được thay bằng vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Người ta đã trồng ra những gì? Với đà tuột dốc thê thảm này, mất bao nhiêu nữa mới có thể khôi phục lại đạo đức? Trong khi 100 năm trồng người, chỉ trồng vài thập niên đã mang đến những kết quả kinh khủng, tạo ra vô số cỏ dại và cỏ độc gây ung nhọt, lở loét khắp cơ thở, sorry, khắp cơ thể xã hội, trong khi một trong những thủ phạm chính gây ra việc hư hỏng đạo đức lại được trông chờ và tham mưu để cứu văn đạo đức, cứu vãn đạo đức trong cái tổ chức gọi là Trung ương Đảng mà Bộ Văn hóa đang cần tham mưu có bao nhiêu người đủ phẩm chất đạo đức và tư cách đạo đức để điều chỉnh lại sự sụp đổ đạo đức. Nóc còn hỏng, làm sao có thể chữa nhà dột? Điều mà bộ Văn hóa cần tham mưu Trung ương Đảng là phải thay đổi chính sách giáo dục, phải lột da chính trị ra khỏi cơ thể giáo dục, phải đập nát bộ máy giáo dục để xây lại hệ thống giáo dục từ đầu, lấy triết lý nhân bản làm trung tâm chứ không phải con người xã hội chủ nghĩa. Bộ Văn hóa cũng cần tham mưu Trung ương Đảng việc cần giảm nhiều lượng sợ hãi trước cái gọi là suy thoái tư tưởng và đạo đức cách mạng trong cuộc chấn chỉnh đảng, vì chẳng đảng cai trị nào có thể đứng vững và chẳng đất nước nào có thể đứng lên nếu nền giáo dục của nó bất thành trong việc tạo ra những cái phanh trong những cái phanh chặn lại sự tuột dốc của đạo đức. Đó là cái bài của Mạnh Kim. Xin lỗi, hồi nãy Ngọc Bụt nói là Minh Tâm là một cái bài khác, Mạnh Kim viết Tại sao đạo đức tan hoang. Mình thấy rất là chí lý ha, ha các anh chị em. Như có một cái bài bài báo mà hôm trước cũng khoảng một hai hôm rồi mình đăng đó, thì ông phó thủ tướng gì, thủ tướng Đam á, ông nói là đất nước chúng ta không thể nghèo mãi thế này được. Lý do nghèo là tại vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cai trị 43 năm nay, miền Bắc 73 năm nay, cho nên không thể nào phát triển. Do đó mà nghèo thì càng lại nghèo hơn. Mình cần phải thay đổi cái thể chế này thì mới may ra đất nước có thể thay đổi tốt đẹp hơn. Vấn đề đạo đức thì cũng có một cái bài mà cái bài post mà có một lãnh tụ là lãnh đạo nào đó đang nói là cần phải xây dựng để Ngọc Lục để nhớ lại coi. Đề xuất là thành lập viện đạo đức để huấn luyện cán bộ. Chúng ta cảm thấy là nếu mà có huấn luyện hay là có giáo dục đó thì chúng ta phải nên giáo dục các em nhỏ ngay từ lúc đầu, các em vừa đi học chập chững ở mấy trường mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 3 và tên lên lớp 12 năm giáo dục,
chứ đâu phải mà giờ phút này Ly lại đi đề xuất thành lập viện này viện nọ để thêm tốn tiền bao nhiêu chi phí của nhân dân đóng, lập ra những cái viện đó là kêu là viện đạo đức để huấn luyện các cán bộ. Các bộ hồi nào tới giờ là đâu có bao giờ có đạo đức đâu mà cần phải huấn luyện nữa, nó đã quá trễ rồi, nó đã too late rồi, không có cần huấn luyện các cán bộ nữa, mà càng nên bỏ tiền công sức huấn luyện các thầy cô giáo và dạy cho các em học sinh những cái điều gì, những cái điều thiện, điều tốt, đạo đức các em nên cần nên có ngay từ những lớp đầu tiên mà các em chập chững vào trường đến chương trình lớp 12, thì mình nghĩ cái đó nó cần thiết hơn. Và các Bộ Giáo dục Việt Nam nên làm hơn là đi huấn luyện các ông cán bộ. Các ông cán bộ bây giờ mình nghĩ là đi ra kia bằng sa thải họ thì là tốt hơn hơn là đi huấn luyện. Và còn thêm một một cái đề xuất gì nữa đó mà mình cũng không có nhớ nữa, là đề xuất họ có một cái báo động. Họ 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 nói là họ báo động về việc bán bừa bán bào thai từ miền núi Nghệ An qua Trung Quốc. Các bạn thấy có quá là nguy hiểm hay không? Nếu như các bạn họ đã biết được những cái sự nguy hiểm như vậy đó, tại sao họ không có đi 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 dẹp hay là đi đi giải tán hết những cái đường dây đó, mà họ chỉ báo động là có cái đường dây đó bán những cái phụ nữ bào thai đem qua Trung Quốc để làm gì thưa anh chị em? Đem qua Trung Quốc để mà bán bào thai của một người mẹ. Rồi ở ngay Hà Nội lại có một cái trại nuôi người để mà lấy thận, và một cái quả thận như vậy đó, nó kêu là trại nuôi người lấy thận ở Hà Nội, một cái thận như vậy đó họ bán được 300 triệu đồng. 300 triệu đồng mà đến tay của cái người bán thận nhận được đó thì nó còn khoảng 180 triệu đồng. Do đó 120 triệu đồng, gần phân nửa cái số tiền đó nó vào tay của người môi giới. Các anh chị em thấy có khủng khiếp không? Những cái tình trạng như vậy mà nó đang xảy ra tràn lan trên đất nước Việt Nam. Mà nếu như mà các những việc mà các anh chị cần quan tâm mà anh chị không quan tâm, các anh chị cần lên tiếng mà lại không lên tiếng, các anh chị lại đi quan tâm những cái chuyện mà nó không có liên quan gì đến đời sống thực tế của mình hết, chẳng hạn như là đá bóng, nó chỉ là một cái môn thể thao thôi, nếu như mà thắng hay thua thì cũng là có cái tinh thần thể thao, cũng coi như là một cái sự giải trí, giải trí. Còn như mà mình đi mình chỉ quan tâm la hét hay là bàn tán bàn thảo về vấn đề thể thao, mình đi không tránh né vấn đề chính trị hay là những vấn đề gần gũi nhất đến cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta sống rất là thiếu sót. Tại vì những thứ mà chúng ta cần quan tâm thì chúng ta phải nên quan tâm, thay vì chúng ta đi quan tâm những cái nước nước Mỹ, nước Úc hay là nước ngoài đó, tổng thống người ta làm cái gì kệ người ta. Mình nên quan tâm những cái tình hình đất nước hiện tại của mình ở Việt Nam, mình làm như thế nào cho nó phát triển tốt hơn. Như vậy thì mình nghĩ là các bạn sẽ có cơ hội chuyển hướng đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn một ngày rất là gần đây. Tốt hay xấu, đẹp hay không đẹp thì cũng là nắm gọn trong lòng tay của các nhân dân Việt Nam. Cho nên vẫn mong các anh chị em học sinh, các công nhân Việt Nam, thành phần công nhân thì mình nghĩ rất là đông ở Việt Nam, gắng vui lòng lắng nghe cái livestream này và theo dõi những cái livestream của anh chị em hải ngoại khác để mà nhận thức ra được một điều là chúng ta cần quan tâm đời sống hiện tại của chúng ta hơn là quan tâm những cái chuyện bên lề cuộc sống. Rồi điểm gần xong rồi ha, Ngọc Lục muốn nói về cái điểm là nhân quyền ở Việt Nam. Mình có làm một cái đề tài riêng về nhân quyền rồi, mình không nói về nhân quyền nữa, nhưng mà mình ở đây muốn nói về vấn đề là nhân quyền còn chưa nói, còn chưa làm, còn chưa thực hiện, còn chưa cho những cái người dân có một cái cuộc sống bình đẳng thì lại nói chi đến súc vật quyền. Mình kêu là súc vật quyền đó, quyền của những con bò, con trâu hay là con ngựa, con gì đó quý vị, con gà, con gì đó. Dạ quý vị lãnh đạo Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quý vị rảnh quá, quý vị làm ra những cái luật mà em không có bao giờ mà ngờ trước được. Em vô cùng bối rối, mà mình kêu là bị sốc luôn á, bị khủng hoảng luôn những cái bộ luật mà quý vị đưa ra.
Nó không có sát thực với cái đời sống của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam đang cần cái bộ dự luật biểu tình mà quý vị đã hứa biết bao nhiêu năm rồi cũng chưa có làm xong, viết hoài viết mãi cũng chưa ra. Nhưng mà luật về súc vật quyền thì quý vị bấm nút một cái rẹt, luật về an ninh mạng thì quý vị chưa có qua hỏi ý kiến của ai hết, nhân dân chưa có đồng thuận đồng gì hết. Người ta đi biểu tình ngày 10 tháng 6, ngày 12, 15 tháng 6 quý vị nhấn nút quý vị cho qua. Đó là nói những gì? Đó là chứng minh những gì? Đó là quý vị không biết lắng nghe. Quý vị chưa bao giờ biết lắng nghe nhân dân Việt Nam, họ mong muốn cái gì thì làm sao quý vị hiểu được và cai trị đất nước của quý vị đang cai trị. Tôi yêu cầu là cái quốc hội, cái 500 đại biểu của Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giải tán để mà người dân bầu ra những dân biểu, đại biểu khác thích hợp hơn để mà nắm quyền, dẫn dắt con tàu, dẫn dắt 90 triệu dân, đồng bào nhân dân Việt Nam thay đổi một cái đời sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn, nhân bản hơn đến cho mọi người. Quyền được bình đẳng trước pháp luật, dạ đúng như vậy. Nhưng mà thật ra thì người dân Việt Nam không được có những cái quyền bình đẳng đó thưa bạn. Ok, cảm ơn bạn chia sẻ. Rồi. Mình cũng không có nói nhiều về cái súc vật quyền của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ha, tại vì mình cảm thấy cái livestream của anh Trương Quốc Huy đó, anh ta nói rất là rõ, anh ta đọc chi tiết, rõ ràng những cái điều khoản đó ra. Anh chị em vào cái livestream của anh Trương Quốc Huy khoảng 1 2 ngày trước, anh ta làm cái đề tài đó rất là nóng và rất là được nhiều người quan tâm chú ý đến. Do đó chúng ta hãy nói về nhân quyền của con người trước cái đã. Khi mà có nhân quyền rồi đó thì chúng ta đương nhiên là cũng sẽ quan tâm đến những cái quyền được sống của những con súc vật. Chẳng hạn như ở Úc này nè, chúng ta đang bảo vệ những con vật súc vật, coi như là kangaroo là một cái con mà nó coi như nó sắp tuyệt chủng đó mà nó vẫn còn đó, mà mình coi rất là hiếm quý ha. Tuy nhiên cũng có một số người giết hại nó rồi quay phim rồi 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 để lên cho bà con coi đó. Cái đó là tội hình sự và họ đã bị kết án và đi tù nha anh chị em. Cái đó là cái luật ở Úc. Nhưng mà chúng tôi đã được nhân quyền, đã được quyền của con người rồi. Đương nhiên là cái quyền của súc vật nó sẽ là cái chuyện đương nhiên mà thôi. Không cần phải ghi một bộ luật về súc vật quyền. Trong khi đó nhân quyền thì lại không nói đến, làm cho chúng tôi liên tưởng đến như vậy. Người dân Việt Nam chúng ta có phải là sống còn thua một con súc vật? Đó là tại sao tôi nói như vậy, là tại vì súc vật thì họ không có được, họ không nói được ra lời, dở lắm họ chỉ sủa hay là họ chip chip chip, hay là họ làm một cái tiếng gì đó. Mỗi một con súc vật họ có một cái tiếng riêng của họ. Chỉ có con người nó khác súc vật một cái là chúng ta có suy nghĩ và chúng ta có thể nói được những gì trong cái suy nghĩ, trong cái tâm tư nguyện vọng của chúng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có cho quý vị nói, do đó họ đã làm ra cái luật an ninh mạng trước sự đồng thuận của nhân dân, và ngay cả trước sự đồng thuận của Google hay là Facebook. Do đó gần đây mới có Google và Facebook phản đối cái luật an ninh mạng của họ, làm ra một cái luật để mà biết bao nhiêu người phản đối, rồi sau này phải đi tốn công sửa lại cái bộ luật đó, hay là đi dẹp cái bộ luật đó, uổng phí bao nhiêu công sức, tiền tài vào cho cái quốc hội bầu bù nhìn của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Gần kết thúc cái livestream của mình thì nó có một cái bài về của một bạn tên là Minh Trần đó, viết về đứng lên tuổi trẻ Việt Nam. Ngọc Lục xin đọc cho nó thiệt là nhanh về cái bài này, tại mình thấy rất là hay. Các bạn trẻ Việt Nam cũng nên chịu khó lắng nghe chút xíu, là cái đề tài là đừng sợ và thờ ơ, hãy can đảm đứng lên tùy theo sức và khả năng của mình. Tôi nhìn thấy một số người buồn rầu chán nản, cộng thêm vài người không quen biết đã vào tin nhắn của tôi than trách cuộc đời vô nghĩa
vì họ quá mệt mỏi phải sống dưới chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Đời sống hiện tại của chúng ta càng ngày càng dần dần mất hết tất cả, và tất cả sẽ bị hủy diệt bởi bè lũ tay sai Cộng sản Việt Nam đã và đang bán nước hại dân. Cộng sản Việt Nam đã tiếp tay cho Cộng sản Trung Quốc tham, tàn ác, độc, thôn tính nước ta và biến nước Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Có nghĩa là đất nước Việt Nam sẽ bị diệt vong, không còn tồn tại hai chữ Việt Nam trên thế giới nữa. Điều này sắp xảy ra nếu mọi người con dân Việt Nam của chúng ta cứ mãi u mê chìm đắm trong những dục vọng, đam mê, trụy lạc, hưởng thụ và vô tâm, vô cảm, thờ ơ với vận mệnh của đất nước, thay vì mình ngồi đó mang nhiều thất vọng mà ôm những ưu phiền chán nản để rồi không chịu làm gì giúp ích cho xã hội cả, thì tại sao chúng ta không chịu đứng lên cùng với những người yêu nước góp sức một tay dù là chuyện nhỏ? Có rất nhiều cách các bạn ạ, tùy theo trình độ khả năng của các bạn, như hội họa, thơ ca, âm nhạc, văn học, miễn là nó phải mang tính chất phát động, ủng hộ phong trào đấu tranh cho dân chủ, chống độc tài, tay sai và giặc ngoại bang phương Bắc. Ai có tài ăn nói thì xin hãy truyền bá đến mọi người những tai hại của những kẻ hại nước hại dân và khuyến khích họ phải biết trách nhiệm với con người, với người con dân của đất nước Lạc Hồng, đứng lên cứu nguy tổ quốc và dân tộc. Những con người nào có sức mạnh thì hãy luôn theo sát để bảo vệ những người dân yếu hơn mình. Còn nếu không làm gì cả thì chỉ cần mạnh dạn xuống đường hô hào, cầm biểu ngữ nói lên tiếng nói chính nghĩa đã đảo Cộng sản và Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Nếu các bạn ai cũng đều có bổn phận như trên thì tôi tin rằng đất nước Việt Nam sẽ hồi phục thể chế tự do rất nhanh. Cuộc đời sẽ có ý nghĩa và mạnh dạn hơn khi bạn làm được những việc có ích cho dân tộc, tổ quốc, tùy theo khả năng của mình. Và quan trọng hơn nữa là Cộng sản sẽ bị cô lập, sẽ bị cách ly với thế giới vì sự bài trừ Cộng sản độc tài của chúng ta. Cũng như của thế giới, bọn chúng cũng sẽ không còn đường sống và tất nhiên là chế độ độc tài Cộng sản cũng sẽ tiêu vong. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam bị sụp đổ thì bọn giặc ngoại xâm Trung Quốc cũng sẽ không còn cơ hội mà bén mảng đến để mà phiền phức đến nước non Việt Nam ta. Đây là những gì tôi muốn truyền tải đến những ai thường nghĩ mình là vô dụng, chán nản trong đời sống. Đời người chỉ được sống và chết chỉ có một lần mà thôi. Nhưng hãy sống và chết sao cho thật có ý nghĩa với bản thân của mình, dân tộc và tổ quốc. Đừng nên hủy hoại thân thể của mình trong sự ngu xuẩn hay hèn yếu với lương tâm. Các bạn nên nhớ, các nước có chế độ cộng sản độc tài trên thế giới đều do nhân dân của họ đoàn kết đứng lên phế trúc. Các nước có chế độ cộng sản phế trúc cộng sản để dân tộc của họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn, quyền tự do con người được hoàn thiện hơn, và hơn nữa là thoát khỏi ách thống trị của độc tài. Vậy thì tại sao chúng ta không làm giống như họ, mà đoàn kết cùng nhau giải phóng cho dân tộc Việt Nam mình? Các bạn nên nhớ, những gì thế giới làm được thì dân tộc Việt Nam mình cũng sẽ làm được. Bài viết rất là hay của Minh Tâm tác giả, cũng là vừa kết thúc cái diễn đàn của Ngọc Lục ngày hôm nay. Vừa rồi thì có em Minh Tâm ở Việt Nam. Chào bạn Vương Chương vừa vào nha. Có em Minh Tâm và ở Việt Nam, em muốn lên chia sẻ với chị em Minh Tâm. Không biết em còn ở đó hay không? Nếu không thì lần sau
Chị sẽ mời em lại nha, tại vì chị cũng chưa biết là mời như thế nào đó, nhưng mà không sao, bữa nay mình có Quân Chương vào đây có thể hướng dẫn mình rồi. Minh Tâm em còn ở đó không? Minh Tâm vẫn còn phải không? Bây giờ nếu mà mình làm sai thì Quân Chương ra tay hướng dẫn nha. Rồi để Ngọc Lục thử làm sao đây ta? Không phải cái nút này. Làm sao mời khách lên đây, Quân Chương ơi, giúp mình giùm coi. Khoan, mới vào mà đừng kết thúc. Dạ thôi, người vào nhưng mà người này phải kết thúc. Xin hỏi Quân Chương giúp mình là làm sao mời Minh Tâm lên, là mình chưa có biết lên mời bạn như thế nào. Mời 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 lại nha. Minh Tâm à, ok. Được rồi nè, để khoan, có chữ approve rồi nè. Mời em Minh Tâm, lần đầu tiên chị thử đó. Được không em? Rồi, ok rồi đó chị. Trời ơi, cảm ơn em. Em là người em đầu là tiên người chị đầu tiên mời đó chị nha. mời đó nha. Ê, dạ Ồ, rồi em chắc chị cũng quên nói. Cái máy của chị là ngang, chị quên nói cái phần đó. dạ tại vì em cũng biết mà chị. Lần đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lục và tất cả những anh chị em ở trên diễn đàn của chị, và em cũng lần đầu tiên, chắc em cũng là người đầu tiên và cũng là lần đầu tiên vô cái livestream của chị. Lần đầu tiên, người đầu tiên, tất cả đều đầu tiên. Dạ rồi thì Xin hỏi anh chị em có nghe tiếng của Ngọc Lục bị vọng lại, bị echo không? không, mình em mình thì mình nghe không có bị echo chị. không nghe hả? À, Dạ Ngọc Lục tự nghe mình bị vọng lại, nhưng mà không sao, em cứ nói đi, em cứ chia dạ sẻ. thì em chào anh Tôn Ngộ Không mới vô. Thì khi mà chị nói về vấn đề công nhân á, Ừ, đúng rồi em. thì dạ thì em cũng mạn phép thì nói về một cái này, vui, có nhiều cái vui nhưng mà cũng nỗi buồn. Thì Vui hả? Vậy nói theo vui trước đi em. Trước đi em. dạ không vui nhưng mà theo em á, là cái này mình cảm thấy một ví von mình vui nhưng mà đó là một nỗi buồn. Thì theo cái kinh nghiệm của em á, cái người công nhân của mình á, họ biết thực sự là Họ những cái biết, luật họ mà biết. căn bản á, thì họ biết. Yes, em đồng ý về cái vấn đề đó. Họ biết tại vì họ được, trước khi vào công ty họ được dạy luật mà. Nhưng mà luật họ có giống luật mình không em? Dạ ở cái luật ở Việt Nam á, thì làm những cái ngày mà chủ nhật thì được nhân đôi là nhân hai, những ngày lễ của quốc gia thì được, nếu mà làm thì được nhân ba. Nói chung nó cũng gần giống như là luật bên mình. Thì Nhưng mà cái lương cái căn lương bản, căn lương bản mà mình nói là tối nó là thiểu đó. tối thiểu đó. Dạ thì để em trình bày cụ thể. Thì hiện tại ở Việt Nam cái lương căn bản nó xếp theo cái vùng, nó được chia ra làm 3 vùng: vùng 1, vùng 2 và vùng 3. Thì Vùng hiện 1, tại cái lương căn bản của vùng vùng 3 là nó được 4 triệu 400 mấy chục ngàn tính theo Việt Nam đồng. Còn vùng 2 thì được 4 triệu 2 và vùng 3 thì được 4 triệu, thì mỗi vùng nó thấp hơn nhau 200 ngàn. Thì em mới kể một cái câu chuyện này là sự thật ở Việt Nam. mà chỉ có Thì 4 triệu thôi những hả? dạ đúng rồi, cái đó là cái lương căn bản, rồi À, còn căn bản. tiền tăng ca, rồi phụ cấp sinh hoạt phí, rồi Nhưng chuyên mà khi cần mà rồi em này nói kia, căn bản tùy là theo bao cái nhiêu căn bản. tiếng? Ở Dạ đây là 8 mình chỉ tiếng. có 38 tiếng mà Dạ 8 thôi. tiếng. 8 tiếng một ngày và 7 ngày trong 6 ngày trong một tuần. 8 nhân 8 6 nhân là 6 là 48 tiếng 48 rồi tiếng em. rồi em. Dạ đúng rồi. Là hơn mình 10 Hơn tiếng. mình 10 tiếng. Dạ đúng rồi, ở Việt Nam á thì người ta làm 6 ngày một tuần. Còn ở bên những Úc châu như mình, hoặc là những bên những cái nước châu Âu á, trong nước Mỹ hay là gì đó, thì bên mình chỉ có làm 5 5 ngày trong một tuần thôi. 5 ngày Nó là mình tính khác khoảng nhau 38 ở tiếng. dạ đúng rồi. Thì họ được học hết, họ biết hết. Thì nhưng mà nó có cái lạ này là chị, ở Việt Nam á, những cái người công nhân nói riêng và đa số những người ở quốc nội nói chung á, người ta vướng mắc, người ta gọi là trong xương, trong cốt, trong tủy người ta là cái ở đây này. Khi mà thường thường kinh nghiệm của em ở một công ty kia thì thường thường cái giờ giờ nghỉ trưa của mình á, thì không có ai được quyền bắt mình làm hay là bất cứ một công việc nào khác trong cái giờ mình được nghỉ trưa hoặc là những cái giờ nghỉ nửa buổi. Đúng rồi, Thì nguyên cả cái công ty đó và nguyên cả một ba cái xưởng đó đều bắt công nhân, tại cái này là công ty sản xuất giày cho Nike, thì bắt công nhân làm việc vào buổi trưa vì thiếu sản lượng.
Rồi trả lương thêm không? Dạ không, cái vấn đề trong một tiếng họ bắt làm vậy thì mà nhân viên vẫn chịu làm, chịu làm. Dạ thì bười bạn em mới hỏi á, thì mới nói là sao cái giờ nghỉ trưa của mày, mày được quyền làm và không được bất cứ một nhân sự hoặc là một cán bộ nào, dù cho cấp thấp hoặc là cấp cao ở một công ty, đụng đến cái giờ nghỉ trưa của mày. Đó là vi phạm luật ở Việt Nam. Tại sao tụi mày không làm mà tụi mày lại đồng ý làm hết như vậy? Tại vì nếu như mình kiện ra ngoài công đoàn thì nó kêu người công nhân đồng ý, thì nó cũng xem mình không có làm gì được. Thì nhưng mà nó có đâu có mới... công đoàn độc lập đâu em. Dạ đúng rồi, thì tí nữa em mới phân tích về sao cái vấn đề là công đoàn này sau. Thì mấy người công nhân nó nói bây giờ mình tao đâu làm được cái gì đâu. Và bây giờ nếu kiện lên thì cái công đoàn nó cũng binh vào cái cho cái thằng công ty. Bây giờ em mới phân tích ở công đoàn. Công đoàn ở bên những cái nước tư bản của mình á, thì là nó độc lập, là bầu từ những người công nhân bầu ra những cái người đó để đại diện, để binh vực cho người công nhân ở tại quốc gia sở tại. Còn cái công đoàn ở Việt Nam nó là cũng là bầu ra, nhưng mà nó lại thuộc phe phái của công ty, hoặc là 50% là người công nhân bầu ra và 50% là người của cán bộ nhà nước. Nên khi mà những người công nhân kiện thì giống y chang là con kiến đi kiện củ khoai. Người ta không có một bất cứ một cái bộ phận nào để binh vực 100% cho người công nhân khi nếu như người công nhân nói đúng cả. Và còn cái vấn đề lương bổng, khi mà họ cái lương căn bản tối thiểu họ quá thấp với cái nhu cầu sống của đất nước Việt Nam hiện tại, đúng thì họ vậy. Không biết đòi. Đối với chị cứ nghĩ đi, bây giờ mình cứ tính không tăng ca nha. Nếu như mà mình tính lương căn bản em cho 4,4 triệu ở cái vùng 1 đi, đúng. Thì cộng với những cái kia thì được 5 triệu thôi. Mà cái thứ nhất, cái đồng tiền ở Việt Nam nó mất giá rồi. Nó đâu có làm được cái gì đâu. Mà cầm 5 triệu bạc đi ra ngoài thì với những người có gia đình, có con thì làm sao mà trang trải đủ cái cuộc sống cho cái người, cho cái gia đình đó được. Nhưng họ vẫn chấp nhận và họ không có bất cứ một cái gì mà, một cái tiếng nói gì lên. Tại vì họ vẫn mang cái sự suy nghĩ một mình tao không làm được gì hết. Mà họ có cái suy nghĩ đó. À, trong cái chỗ làm thì mình nghĩ là họ phải có bạn bè hay là đồng nghiệp hay là... Dạ rồi, em hiểu. Dạ rồi. Ý gì Lục nói thì em nói thêm vấn đề. Khi mà họ rủ bạn bè của họ thì cái thằng công ty nó chơi mất dạy lắm. Khi mà mình nói lên cán bộ, những cái cán bộ cấp thấp đổ lên là theo công ty hết. Tại vì em nói thật sự là ở Việt Nam vẫn còn cái tính riêng cho cá nhân mình nhiều. Họ không tự đập đổ chén cơm của mình đâu chị. Em nói dạ. Đúng thì rồi, cán bộ đúng. Nó không có ngu gì mà nó theo công nhân rồi nó đi kiện lên cấp trên nữa, để rồi cấp trên một nhẹ nhất á, là cắt chức, hai là sa thải với những cái lý do nào đó mà tùy những người cấp cao ở trên quyết định. Thì họ phải theo công ty, thì họ phải giữ chén cơm của họ. Và họ lại đàn áp ngược lại, họ đì cái những người công nhân nào, họ tìm ra những cái người công nhân nào cầm đầu á, bắt đầu họ đì. Nếu như những người công nhân nào có hợp đồng không thời hạn rồi đó, là vĩnh viễn mãi mãi rồi đó, thì họ sẽ cho những người công nhân nó vô những cái công đoạn cực nhất, hoặc là chuyển đổi đơn vị công tác của người đó đến nỗi người đó không chịu được và người đó tự viết đơn nghỉ việc. Wow. Còn những người công ty, những người công nhân nào mà đang nằm trong cái hoặc là 2 năm đó, thì sau khi hết hợp đồng người ta sẽ không ký hợp đồng nữa. Cho đó họ sợ họ bị mất việc. Dạ đúng rồi, họ sợ họ. Lý do đó mà chị vẫn mong muốn là có một cái sự đình công mà toàn quốc đó, do đó mình nghĩ là chắc không thể nào thực hiện được rồi. Dạ cái vừa rồi á, mà ở theo như em được biết ở vùng miền Nam Việt Nam, và vùng nói cụ thể là ở Đồng Nai và khu vực Biên Hòa ngay chỗ ngã ba Chị An, vừa rồi mùng 10 tháng 6 vừa rồi, cái công ty Việt Vinh đó nó cũng có đình công. Nhưng mà chị biết sao, khi mà những hình ảnh bạn em mà về cái đó là Việt Vinh 2, em nhớ không làm, bạn em cung cấp cho em là Việt Vinh 2, thì khi mà chị biết những người công nhân đó mà 4 giờ rưỡi mà người ta ra là cơ động đứng rền luôn. Em nói nó bích luôn cái đường khu công nghiệp đó luôn. Cơ động đông vậy hả? Dạ đúng, nó đi xuống có kể bạn em chụp có kể cả là xe phá sóng luôn. Xe phá sóng. Dạ. Rồi những cái cơ động nó đi xuống một lần là mười mấy chiếc xe buýt. Tại vì ở cái khu công nghiệp đó nó đông lắm. Vì vậy chứng tỏ lực lượng họ còn mạnh quá. Dạ đúng rồi.
Nhưng mà công nhân họ khôn, lúc đó họ khôn, họ đi về cái họ bình thường, họ không dám làm gì, tại vì có người thông tin ở ngoài vô là có cơ động nên họ không có dám làm gì, tại họ cũng sợ bị đánh. Cái người Việt Nam của mình á, thứ nhất vì cái chén cơm, vì cái sự riêng tư của mình mà họ không dám đoàn kết lại để họ được một cái quyền lợi ích chung cho tất cả mọi người, 90 triệu dân trên Việt Nam. Họ không dám làm điều đó. Mà họ lại dám làm những cái điều gì, giống em nói ví dụ như trận đá bóng vừa rồi, họ dám xuống đường đi bão, họ dám xuống đường lột đồ, họ dám xuống đường đập phá, vân vân và vân vân. Vì những cái điều đó họ không có vi Tại phạm luật. tại à, có một ai đó đã phân tích là Phân cái tích chuyện là đó cái là chuyện đó là không có ảnh hưởng không đến có ảnh họ. hưởng đến họ. Dạ đúng rồi, Họ có họ quyền làm la những cái hét, gì, dạ họ đúng rồi, kêu rét, không bị bắt. thì Không ảnh hưởng tới họ, cho nên dạ đúng rồi, họ họ quan dám tâm. làm. Còn cái chuyện Còn mà cái quan chuyện mà tâm quan ảnh tâm hưởng đến ảnh họ hưởng thì đến họ họ không có thì dám làm. chứ kêu mà họ kêu mà thử kêu họ mà xuống đường á, họ kêu thôi xuống đường phản động nó bắt, nó bị quýnh. Họ lại có một cái sự suy nghĩ như vậy. Và cứ thế, nếu như mà nói mà em nói ví von cho vui á, là người dân đang đồng tình để cho tụi cộng sản cướp đàn áp mình. Tại vì nếu người dân không đồng tình và tất cả mọi người dân Cho đều đoàn lên, kết và đợi đánh mình chút nhau thì xíu đó. nha. Dạ. Mình cũng Mình cảm cũng thấy, cảm thấy em nói đúng, em nói đúng. chỉ là Chỉ mình phải là tìm mình ra phải cái tìm ra giải cái pháp giải pháp nào nào cho biết rồi, hiểu rồi và phải hành động. Nếu rồi không rồi thì hành động thì mình thì mất mất mình đất mất nước Việt mất đất Nam nước mà Việt thôi. Nam mà thôi. Mà Dạ, như vậy bây nó giờ sẽ ảnh em hưởng sẽ ảnh đến hưởng những đến anh những anh em mà em tranh mà đấu tranh bấy đấu lâu bấy nay, lâu em nay, là một em là trong một những trong người những đó. người đó. Dạ, thì em mới nói cho anh chị em và chị Ngọc Lục biết là như thế này. Cái tập tính sống của người ở quốc nội, khi nào mà thứ nhất là họ nghèo, thứ hai là đụng đến cái bao tử của họ, thì lúc đó họ mới phản kháng. Như em nói thật sự, em nói thật sự, tại vì cái con đường của em đi là thực tế và thật sự. Trong những anh chị em ở quốc nội đây, đấu tranh đây, đúng là thức tỉnh thiệt. Nhưng đa số có những người họ vẫn để bụng và họ im im, họ không làm gì hết. Họ để bụng họ im im. Họ có được cái sự thức tỉnh nhưng họ không có được cái sự gọi là suy nghĩ để cho tính toán cái mưu lược nó như thế nào. Họ không có bị đụng đến cái quyền cá nhân của họ. Còn những người mà bị mất đất, dân oan, bị án oan, họ có được cái là đụng đến cái quyền riêng tư của họ, nhưng họ lại thiếu đi gọi là thức tỉnh để đấu tranh cho một cái tự do. Em có Tại vì thường họ nghe có diễn cái đàn diễn của đàn chú Việt chú Hoàng Ngọc Việt Du Hoàng không? Ngọc Du không? Dạ Chúng có, ta chú ta thường 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 nói thường về nói vấn về vấn đề là đề là trách trách nhiệm, nhiệm, tổ quốc, tổ quốc, danh dự. danh dự. Có nghĩa Có là nghĩa là người công nhân người là công có nhân một là cái có trách một cái nhiệm trách nhiệm yêu nước yêu đó, nước đó, yêu tổ dạ quốc, yêu yêu tổ quốc, nhân dân nhân tộc dân của tộc mình. của mình. Và Em nghĩ dạ là em mình khơi khơi dậy dậy cái khơi lòng dậy cái tự lòng tôn tự dân tộc tôn dân nó tộc có khác nó không khác em, không hay em, hay là là chiến chiến chén chén cơm cơm manh manh áo áo nó nó vẫn vẫn là là đứng đứng đầu. đầu. Thì cái này em nói sự thật thì mong anh chị em ở quốc nội có nghe thì cũng đừng giận em, tại vì em nói sự thật. Thì em nói thật sự, nếu mà nói người Việt Nam bây giờ mà toàn thể nha, người Việt Nam bây giờ mà kêu họ đấu tranh, em nói thật luôn, họ không đấu đâu. Tại vì chị biết sao, khi nào em sẽ nhờ bạn em chụp những cái ảnh, cứ bùa vào mỗi buổi tối hoặc là cuối tuần cứ xách cái xe đi dạo vòng vòng ra ngoài đường là quán nhậu nó rền. Họ đang suy nghĩ trong cái đầu của họ là họ đang hưởng thụ. Họ đang đi vô những quán ăn, quán nhậu, những quán bar để họ hưởng thụ. Nhưng mà có những cái họ giống y chang họ được sinh ra là họ mặc định. Ở xăng tăng mình phải mặc định. Ở Có giờ nghĩa là chấp điện nhận tăng ha, là rồi chấp ga nhận tăng ha. phải chấp nhận, họ mặc định là phải chấp nhận những cái đó. Chứ họ không biết đòi cái quyền lợi cho mình, mà còn bây giờ họ đang ở trong cái sự sống gọi là hưởng thụ mà. Sao giờ bây giờ kêu mình kêu họ đấu tranh là đấu tranh làm sao? Và họ có một cái câu cửa miệng là bây giờ mày thấy như vậy, đất nước như vậy không? Tại sao mày không đấu tranh? Ơi, có gì cho đảng lo. Mà em nói thật, em ở Việt Nam cũng khá lâu, nhưng mà nói mà mấy cái ông nội mà 500 cái ông nội mà đại biểu cái dân biểu trong cái quốc hội đó mà kêu em mà biết được cái tên ông nào mà để em đi bầu, chắc em không biết tên ông nào luôn á. Em không không hiểu là dân chị ai bầu ra chị chị 500 chị ông nội đó chị luôn. biết được Chị vài biết tên được đó vài em. tên đó em. Nhưng mà em cầm cái lá phiếu mà em không biết là ông nội nào là để cho em bầu luôn, và em cũng không biết cái information, cái lý lịch của họ là cái gì luôn.
Em không biết ông nội đó kêu đại 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 diện cho dân mà em không biết, em hồi đó em là dân Việt Nam, em cũng không biết là em bầu cho ông nào nữa. vậy Em không hả? biết. Em nói thật. Sorry em, chị nghe chị tức cười quá. Em nói rất là chân tử chân thật, nhưng mà chị không thể nào nhịn cười nữa. Dạ, chị thông cảm, chị hiểu được. Chị cứ nghĩ đi, dân biểu là dân bầu cử lên, mà trong khi đó trước đó em là người dân mà em không biết là cái lý lịch cái 500 ông này là học cái gì, hồi xưa ở đâu, rồi học ngành nào ra, hay là bất cứ một cái gì, và em cũng thực sự là chưa cầm được cái lá phiếu để Thỉnh bầu cho 500 thỉnh ông. thoảng nó thì lại nghe là có bằng ông này bằng giả, ông kia lên là bằng giả, nghe nhức óc luôn á. Bây giờ em hỏi chị, cái hồi xưa ổng, mấy ổng bây giờ cũng lớn tuổi rồi, bằng đâu ra mà cứ tiến sĩ này tiến sĩ nọ. Việt Nam thì có đào tạo nhiều tiến sĩ thiệt, nhưng mà tiến Nhưng sĩ mà toàn em là thấy dân xuất không, dân không bây à. giờ dân số Việt Nam mình á già nhiều hơn trẻ. Lý do tại Lý do sao? tại sao? Tại vì Tại số vì người số trẻ người đó trẻ đã đó bị đã tống bị đi tống làm đi xuất làm khẩu xuất lao động khẩu hết lao động rồi. hết rồi. Còn những người Còn già những trong người quốc già trong hội, quốc hội, bao bao nhiêu nhiêu mấy mấy trăm trăm 500 ông500 đó, ông bao đó, nhiêu bao cái nhiêu số cái lượng số già lượng rất là già đông. rất là đông. Thì em cũng xin phép chị Ngọc Lục nói về cái sự mà cái gọi là cái từ văn Mỹ của Cộng sản nó đưa gọi là hợp tác xuất khẩu lao động. Đúng. Thực chất nếu như mà con người em hiểu, em nói cái đó là đi xuất khẩu nô lệ lao động. Cái đó kêu là Cái đó vịt kêu là cộng vịt nằm cộng vùng tại anh vì Phoenix em, dạ em xin lỗi trước những anh chị em là ở Việt Nam đang đi theo cái con đường hợp tác xuất khẩu lao động đó. Tại vì cái chữ hợp tác là sao mấy bạn phải hiểu, hợp tác là ví dụ nước mình, em nói một cách đơn giản gọi là mì ăn liền cho mấy anh chị, hợp tác là ừ, nước Việt Nam ví dụ đưa qua nước Nhật một lượng người để qua lao động thì nước Nhật cũng phải đưa một lượng người qua, nói là nôm na và gọi là dễ hiểu mì ăn liền á. Trời, à. còn đây mấy anh chị chỉ có qua nước Nhật à, còn mấy anh chị không thấy nước Nhật cử một thằng nào hay con nào hay bất cứ một cái thành viên nào qua nước Việt Nam để mà lao động cho nước Việt Nam cả, vì cái đó đâu còn À, gọi là sự hợp tác nữa. đúng vậy. Đúng vậy. Mấy anh chị phải hiểu vấn đề đó, là cái này là Minh Trần giải thích mì ăn liền cho người Việt Nam, gọi từ mì ăn liền cho Việt Nam dễ hiểu nhất, cái đó không phải là hợp tác. Và mấy anh chị cứ nghĩ đi, mấy anh chị đi hợp tác, mấy anh chị đi gọi là em nói là nô lệ lao động, mà mấy anh chị còn phải bỏ tiền ra cho nó nữa. Một người bây giờ đi xuất khẩu lao động Nhật cũng phải Đó. 100, trên 100 Coi như triệu. gia đình phải Gia đình lo phải lo tiền để tiền mà để qua mà Trung qua gian Trung đúng gian không? đúng không? Dạ. Rồi Thì khi bằng lãnh môi cái giới bộ lương thì đó. bị thằng này ăn, rồi thằng kia ăn, rồi rốt cuộc đồng lương của mấy anh chị không còn bao nhiêu cả. Đúng. Tại sao đất nước Việt Nam kêu là thời đại công nghệ 4.0, rồi khu công nghiệp quá trời quá đất. Vậy tại sao cái nhà nước, cái nhà cầm quyền không tạo ra công ăn việc làm cho dân Việt Nam mà phải Nhưng xuất mà khẩu đi qua em nước thấy ngoài để không, làm? biết bao Mà nhiêu biết tiến bao nhiêu sĩ tiến Việt sĩ Nam Việt Nam đâu có sáng đâu có chế ra sáng cái được chế cái ra được gì. cái gì. À, đất nước Việt À, Nam có, cũng nó không sáng có chế sáng ra được chế. đấy cứ chị, nó nói Dạ, hơi tội dạ nghiệp rồi đó, nó sáng chế đất ra được nước Việt đấy. Nam cũng không sáng chế ra một Việt cái Nam gì cũng để không mà sáng chế ra bán được cái gì ra, để mà mà có cái bán danh ra, hiệu là mà có Made cái danh in hiệu Việt là Made Nam in Việt mà Nam mà có có giá giá trị trị trên trên thế thế giới giới thị thị trường. trường. Chị nói làm sao chứ, nó mới đăng báo nó cái vụ gì mà tàu ngầm tàu nghiết gì đó, Ồ, nó có cái đó kêu đó là hả? Mỹ đặt, ừ kêu Mỹ Ồ, đặt cái đó mua đó hả? mà, trời ơi Ồ, ok, nó trời nổ ơi, mà trời thiệt, ơi. văn Mỹ Trời, đó họ em sắp ơi. đăng cả Cả thế giới thế Việt giới Nam Việt luôn mà Nam luôn em. mà em. Dạ Lúc đó chị phải đi đúng theo rồi, về làm việc cho em đi theo á. em á. Dạ tàu ngầm giống y chang hình cái trái tên lửa vậy đó, kêu xuất khẩu của tàu ngầm. Em coi Thì anh em Phoenix viết là xuất viết là xuất khẩu khẩu là danh từ là cộng danh từ cộng sản, con sản, người con là người loài là súc loài vật. súc vật. Thì em không biết Khổ. người dân cái lòng tự trọng tự tôn của một bản thân của một con người ở Việt Nam như thế nào. Hồi nãy chị Ngọc Lục cũng nói về cái vụ mà cái quyền dành cho súc vật. Mấy anh chị cứ thấy đi, mấy anh chị là con người ở Việt Nam, Đâu phải giúp việc. đâu phải giúp việc. Súc vật quyền gì đó chị, Sử cái dụng quyền cho quyền đó súc vật đó. dạ. Mấy anh chị ở Việt Nam, mấy anh chị đang không có quyền lợi bất cứ một cái nhân quyền, một cái quyền lợi nào cả, mà nó không có lo cho con người ở Việt Nam, nó là lo cho một cái súc vật gì. Em nói ví dụ, em nói xin lỗi trước những người ở quốc nội Việt Nam và những người đang lắng nghe livestream của chị Ngọc Lục, em nói xin lỗi trước, nó coi con người Việt Nam thu súc vật ở Việt Nam nữa, nên nó mới đưa ra cái luật bảo vệ súc vật chứ nó đâu đưa ra cái luật bảo vệ con người Việt Nam, có Chị đúng không ạ? À, thấy nếu có nói sự thật, một phân tích ra sự thật đúng mà như em, vậy chị thấy có một cái clip mà một anh chàng bị hai cái bị tay hai còng ra cái phía tay còng ở sau, phía sau, mấy anh mấy công anh an công cầm an cầm cây cầm cây cầm gậy cầm gì gậy đó cầm gì đánh, đó mà đánh đánh ảnh ảnh nằm nằm dưới dưới đất đất mà mà hai tay người ta đã tay bị người ta đã chối bị rồi, chối rồi, trong khi đó trong bao khi nhiêu đó người bao dân nhiêu người đứng dân nhìn đứng nhìn. Ồ em mà nói chỉ thì có một hay vài mà. công an thôi à Dạ thì em mình nói đè theo vô mình em, đập nó mình chết đập cho nó rồi chết đi. cho rồi đi.
Nói chơi thôi. người ta suy nghĩ vậy nè chị. Không, em lấy cái mùng 10 tháng 6 ra để một cái ví dụ cho anh chị em mình rất rõ, tại vì cái hiện tượng biểu tình ở mùng 10 tháng 6 là cả nước đều biết. Nó đưa cả cơ động người Trung Quốc qua đàn áp người dân của mình. Nhưng chị thấy đó, người dân cầm điện thoại livestream là nhiều nhất, đứng coi là nhiều nhì, và bị đập là nhiều ba. Chứ còn người mà bay vô mà để viện trợ cho cái người bị đánh đó, không có ai chứ. Tại vì họ suy nghĩ làm sao? Mày bị đánh chứ đâu phải tao bị đánh đâu. Họ suy nghĩ như vậy thật. Và họ không có biết là cái những người mà cướp đất ở Thủ Thiêm, những người mà mất đất ở ngoài miền Bắc, các bạn không phải là các bạn không bị, mà là các bạn sắp sửa bị. Đúng. Không phải nó đánh cái ông hàng xóm của bạn là nó không đánh bạn đâu. No. Nó chưa Chuẩn bị tới tới, bạn rồi đó. chưa Chuẩn tới bị mình tới bạn rồi đó. thôi. Dạ. Tại sao mình thấy cái ông hàng xóm bị đánh mình không vô mình cầm cái cây mình nạnh chích cha nó đi, để sau này có gì tới mình đi, thằng hàng xóm kia, thằng này trước đây nó cứu tao nè, nó cứu cái mạng tao nè, để lần sau mà có mình mà có biểu tình mà mình bị quýnh là hàng xóm nó bay ra giúp mình. Bạn hãy cho đi chứ đừng bạn nghĩ, bạn đừng bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ nhận lại. Trước khi nhận bạn hãy cho đi đã, thể những người dân mất rồi. Các bạn nghĩ ở ngoài Hà Nội có cái trung tâm nuôi người để lấy nội tạng, đúng, nhưng sau này từ 6 tháng đến 1 năm sau các bạn phải lạy lục cái chế độ cộng sản để các bạn được bán nội tạng, chứ không Tại phải là vì mình tự tại vì hào mình mình đi có bán đường nó. sống rồi đó em. Đúng rồi, nó làm cho các bạn nghèo đến nỗi cái vốn tài sản các bạn có không phải là căn nhà và miếng đất, không phải là cái xe, không phải là cái sổ tiết kiệm, không phải là cái số tài khoản để các bạn gửi tiền vào ngân hàng. Nhưng sau này từ 6 tháng đến 1 năm sau, cái vốn tài sản các bạn có là bộ nội tạng nơi chính bản thân của các bạn. Em Minh Trần Minh nói Trần, vậy. hôm qua Hôm em qua có em lên chia có lên sẻ chia diễn sẻ đàn diễn của đàn của Minh Lương phải không? Lương phải không? Dạ đúng rồi, tại vì Dạ, em hôm cho qua nên là chị qua vậy lên không lên được. không được. Chị cũng muốn chia sẻ có Chị cái cũng muốn comment chia này sẻ nè. cái comment này nè. Chị đọc em, Dạ đọc cho em chị cho ý chị kiến ý giùm nha, kiến giùm của nha. Dạ. một người Facebook Facebook tên là tên là Sơn Sơn Long. Long là Sơn Long. Thì sau cái Thì bài sau cái mà bài Việt mà Việt Nam Nam bị bị đội huấn đội luyện viên huấn của luyện viên của Malaysia đánh đấy em, Malaysia đánh thì đấy chị em. post Dạ. lên đó. Thì chị mới nói là Chị mới thương nói cho là dân thương cho mình dân sao mình chịu sao nhiều chịu đau nhiều đau khổ. khổ. Biết đến Dạ. bao giờ Biết các bao giờ em mới các tỉnh em mới tỉnh ngộ ngộ mà đem mà tình đem yêu tình bóng yêu đá bóng dời đá sang dời tình sang yêu tình quê yêu hương, quê yêu hương, dân yêu tộc, dân yêu tộc, đất nước yêu đất mình, nước mình, hình chữ hình S chữ mà S ngày mà nay ngày nay đảng đảng Trung, Trung đảng Cộng sản Cộng Trung sản Quốc Trung Quốc đã đã mua mua cướp cướp hết hết phần phần đầu đầu Vân Vân Đồn Đồn còn còn đâu đâu rồi, rồi, nay nay chỉ chỉ còn còn lại lại hình hình chữ 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 trai, trai, có có nghĩa nghĩa là là mất mất chữ chữ cái cái đầu đầu cái cái đầu đầu quá. quá. Dạ đúng rồi. Thương cho tuổi Thương cho trẻ tuổi Việt trẻ Nam Việt không Nam được không được tiếp tiếp thu thu nền nền giáo giáo dục dục văn văn minh minh và và nhân nhân bản bản nên nên mới mới xảy xảy ra ra hệ hệ lụy lụy xã xã hội hội ngày ngày nay. nay. Thì Thì có có một một cái cái comment comment như như này, này, chị chị không không biết biết là là anh anh ta ta là là bên bên mình mình hay hay là là bên bên kia kia hay hay là là đang đang giữa giữa đường. đường. Em Em giúp giúp chị chị nhận nhận xét xét nha. nha. Ok, Ok, ảnh ảnh nói nói như như thế thế này này Ngọc Ngọc Lục, Lục, có có những những người người thanh thanh niên niên này này họ họ chỉ chỉ hiểu hiểu cả cả thế thế giới giới công công nhận nhận lá lá cờ cờ đỏ đỏ sao sao vàng vàng là là lá lá cờ cờ đại đại diện diện cho cho đất đất nước nước Việt Việt Nam Nam hiện hiện nay. nay. Họ Họ yêu yêu lá lá cờ cờ đó. đó. Tôi Tôi nghĩ nghĩ là là chẳng chẳng tội tội lỗi lỗi gì. gì. Mọi Mọi người người đều đều mong mong muốn muốn có có tự tự do do và và tôn tôn trọng trọng tự tự do do của của người người khác. khác. Bạn Bạn không không thừa thừa nhận nhận lá lá cờ cờ đó, đó, bạn bạn muốn muốn là là lá lá cờ cờ khác khác cũng cũng chẳng chẳng sai, sai, vì vì đó đó là là tự tự do do của của bạn. bạn. Và Và mỗi mỗi người người có có quyền quyền làm làm nhiều nhiều cách cách để để thay thay đổi đổi cái cái đó đó cũng cũng đúng đúng thôi, thôi, đúng đúng theo theo mong mong muốn muốn của của người người đó, đó, nhưng nhưng chưa chưa chắc chắc đã đã đúng đúng với với người người khác. khác. Những Những người người trẻ trẻ yêu yêu bóng bóng đá đá chưa chưa chắc chắc họ họ không không yêu yêu nước. nước. Có Có ai ai chứng chứng minh minh được được rằng rằng những những người người tham tham gia gia cuộc cuộc biểu biểu tình tình ngày ngày 10 10 tháng tháng 6 6 tại tại Sài Sài Gòn Gòn không không có có những những người người đang đang cổ cổ vũ vũ bóng bóng đá? đá? Thanh Thanh niên niên họ họ có có sức sức mạnh mạnh của của họ, họ, họ họ có có tư tư duy duy của của họ, họ, họ họ cũng cũng biết biết đúng đúng sai, sai, họ họ cũng cũng có có lòng lòng yêu yêu nước, nước, họ họ không không vui vui vì vì côn côn đồ đồ Mã Mã Lai Lai xúc xúc phạm phạm đến đến cổ cổ động động viên viên bóng bóng đá đá Việt Việt Nam, Nam, thì có thì nhiều có nhiều người người khuyến khuyến khích khích bọn bọn côn côn đồ đồ đó đó đánh đánh tiếp, tiếp, điều điều đó đó là là không không công công bằng, bằng, trong trong khi khi những những người người đó đó lại lại đang đang tranh tranh đấu đấu cho cho nhân nhân quyền quyền dân dân chủ chủ công công bằng, bằng, có có lạ lạ không không bạn? bạn? Chế độ đang cai trị ở Việt Nam hiện nay và con người Và đang con sống người đang là sống là hai cái hai hoàn cái toàn hoàn khác toàn nhau. khác nhau. Em nghĩ sao vậy Minh Trần? Dạ em xin trả lời anh đó, thì để cũng thay vì em giải thích cái vấn đề comment này,
Cái thứ nhất, hôm qua em cũng đã chia sẻ dưới cái trên cái diễn đàn của anh Minh Lương về bóng đá. Thứ nhất, những cái cổ động viên đó đã sai hai điều. Thứ nhất, các bạn đi qua nước người ta mà các bạn không hiểu phong tục tập quán của người ta, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các bạn cái ý thức hệ cái ý thức của con người các bạn không có. Tại vì sao Minh Trần nói như vậy? Các bạn đi có biết cái nước Mã Lai nó ghét căm thù cái chế độ cộng sản như thế nào hay không? Khi nó lật đổ được cái chế độ cộng sản, nó chôn sống những người theo chế độ cộng sản luôn, các bạn có biết không? Hên á, là thật sự Minh Trần nói người ta không hiểu được cái tiếng Việt, cái bài quốc ca của Việt Nam hiện tại bây giờ là như thế nào. Nếu như nó hiểu được nữa là các bạn càng thấy cái sự hành hung nó càng lớn hơn nữa. Minh Trần nói thật, các bạn Minh Trần thừa hiểu rằng cái nếp sống của người Việt Nam như thế nào. Cái anh comment đó nếu như có nghe thì hãy nghe Minh Trần phân tích. Cái người Việt Nam á, đừng có nói đi ra nước ngoài các anh chị em, chỉ cần huyện này qua huyện khác, tỉnh này qua tỉnh khác thôi là đi cái mặt lên trời, giống y chang đất của nhà người ta hay đất của ông bà nội nó để lại mua cho nó vậy đó. Nó đi cái mặt nó ngông ngông, có ngày dấp một bít tái chết, đi một Có cách nghĩa rất là ngông kiêu cuồng. ngạo hay sao em? Dạ đúng rồi, yes, rất kiêu ngạo ngông cuồng, ở Việt Nam gọi là ngông cuồng. Thật sự mấy người mà người ta thấy như vậy, người ta ba gai người ta đã đọc, chứ đừng có nói mang nguyên một cái biểu tượng, một cái lá cờ, một cái áo hình cộng sản đi vô nước người ta. Đó là các bạn không tìm hiểu phong tục tập quán của người ta rồi. Nhưng mà em nghĩ đó, những người đó họ có là những người yêu nước xuống đường biểu tình hay không? No. Bây giờ em nói thật sự, trừ 5 triệu cái thằng đảng, từ 5 5 triệu cái đảng viên ra, em nói thẳng luôn, trừ 5 triệu cái đảng viên ra, em cho thêm 5 triệu AK47 dư luận viên bla bla bla, em cho 10 triệu rồi nép qua một bên. Trừ ra 10 triệu Còn 85 cho triệu, phải hết, 85 triệu. còn 85 triệu, rồi trừ ra thêm em cho 20 triệu nữa đi, là dân Trung Quốc bây giờ tràn qua. Đó, là còn 65 triệu người dân Việt Nam chính gốc. Là em nói ai cũng ghét cộng sản. Chứ đừng có nói anh kêu là không có ghét. Chẳng qua cái chế độ cộng sản nó tàn ác quá, người ta không có thể lên tiếng nói và hành động thôi. Nếu như anh có thời gian rảnh á, nhà kế bên hàng xóm của anh qua nó, ơi, mày có ghét cộng sản không? Mày có ghét mấy thằng công an không? Nó trả lời anh một có là Z liền á. Chứ đừng nói nó nô, nô là nhà thằng đó thờ Bác Hồ á. Em nói thật sự như vậy. Và cái tính người Việt Nam cứ đi qua nước ngoài, đi qua tỉnh này tỉnh kia chơi hoặc đi du lịch, nó cứ ngông cuồng đi qua là người ta gai mắt, người ta đã đọc rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các bạn đi qua sân bóng đá người ta, cái ý thức hệ các bạn không có. Các bạn xả rác người ta, đến nỗi mà ban tổ chức cái sân bóng đá ở Malai còn trước khi về là cổ động viên Malai đi về hết trơn, bắt cái cổ động viên người Việt Nam lại ở lại dọn rác. Rồi báo chí ở Việt Nam thì tung hô Việt Nam văn hóa văn minh, khi xem bóng đá xong rồi ở lại dọn rác, thu nhặt rác cho sân Malai. Quẹo. Các bạn nghĩ tất cả người dân là con nít hả? Các bạn đi đâu các bạn xả rác đó, kể cả quốc nội mà các bạn, một lần mà cái đường hoa Nguyễn Huệ, tổ chức cái đường hoa Nguyễn Huệ xong là ngập rác Cái đó mình thiếu ý thức đi em vô. ha, thiếu ý thức em ha. Dạ đúng rồi, cái ý thức hệ của họ không có chị. Rồi hả, đi ra công viên chơi rồi ăn uống ở ngoài công viên cũng để đó, tại vì họ mặc định làm sao, họ mặc định là đã có những người thu gom và nhặt rác rồi thì họ có quyền xả rác, và để cái bổn phận và trách nhiệm của những người làm cái công việc nhặt rác là phải nhặt rác, còn họ 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 cứ ăn xả rác và đã có người dọn rồi. Cái sự suy nghĩ ở người quốc nội là bây giờ như vậy đó chị. Cho nên những cái thứ Đúng. đó là mình phải dạy từ đầu đó em, đầu đó em. Dạ đúng rồi, cái Những đứa bọn cái đó trẻ là mà cái ở ngành những nước văn giáo minh dục. đó hả, họ không bao giờ xả rác, mà cái đó họ Dạ. được dạy từ từ đầu. Anh Mình sẽ cũng thấy anh thử ngạc anh đi nhiên là qua họ Singapore không? Đối với cái dạ thói quen của người Việt nè, khạc nhổ bậy nè, xả rác bậy, anh thử anh đi qua Singapore coi. Em nói thiệt, anh chắc cũng phải chuẩn bị có khoảng chừng 3 đến 4 ngàn đô la tiền Singapore để chuẩn bị tiếng phạt á. Chị cũng Chị sắp đi cũng sắp đi Singapore để Singapore chị để sẽ chị làm sẽ livestream làm về, như lúc livestream về đó như lúc luật đó an ninh luật mạng ở an Việt ninh mạng Nam vẫn vẫn còn còn xem xem được. được. Tại Đầu vì đầu năm em đầu tìm năm. hiểu, em cũng xin thông báo với anh chị em biết, theo cái em tìm hiểu và phân tích cái luật an ninh mạng á, thứ nhất nó sẽ không cắt một cái rụp về vấn đề Facebook và Google, nó không cắt Google rụp với cái Facebook đang phản bối họ mà em. thì cái tin đó em chưa xác thực, nhưng mà ý em nói nếu như mà bây giờ có hai chiều hướng mình phân tích. Thứ nhất, nếu như mà Google và Facebook
mà không chịu cái luật an ninh mạng thì họ sẽ get out ra ngoài, họ sẽ đi ra ngoài, họ sẽ về nước. Thì làm như vậy, cái thứ nhất thì cộng sản nó không có giết dân một cách một cái rụp đâu chị. Họ sẽ tạo ra một cái dây thòng lọng và siết từ 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 từ. Về cái luật an ninh mạng theo em và anh Minh Lương phân tích, nó sẽ không làm vậy. Nhưng mà nó em sẽ nghĩ bóp như thế băng nào thông. thế nào? Dạ, hiện tại bây giờ ở Việt Nam nó đã bóp băng thông mạng rồi. Những anh chị em nào ở quốc nội cứ để ý đi, mạng wifi hoặc là 4G, 3G của các anh chị bây giờ nó rất Yếu chậm. hả? Yếu hả? Dạ. Yếu. Nó sẽ bóp bóp băng thông, em nói bóp băng thông dành riêng cho Facebook đi, em ví dụ như vậy. Nó sẽ bóp băng thông tới nỗi mà khi mấy anh chị vô Facebook mà nó cứ quay vòng vòng ngoài, mấy anh chị nản chứ. Nản. Nản chứ, rồi đi ra luôn. Ừ, xong rồi nó đưa một 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 cái mạng xã hội từ Trung Quốc qua, cái gì Weibo hay Weibo gì đó của Trung Quốc qua. Đó. Rồi mấy rồi những người trẻ bây giờ khi nào cũng tiên phong hết. Ừ, tiên phong mà không biết chọn cái tiên phong khôn. Tiên phong bắt đầu qua Weibo chơi, chơi xong rồi giờ mấy bạn bè của mấy anh chị qua cái mạng xã hội của Trung Quốc hết. Chẳng lẽ mấy anh chị ngồi đây, buộc mấy anh chị cũng qua đó luôn. Thì nó sẽ dùng cái cách bóp băng thông và sẽ dành cho người dân tự đào thải cái Facebook. Tại vì khi mà Google và Facebook đầu tư vào Việt Nam, cái đảng Cộng sản Việt Nam rất là có lợi. Có lợi về tiền, kinh tế. Họ không ngu gì để mà chặt một cái rụp để người dân, ô tao hết tự sướng rồi, ô tao hết đăng hình rồi, là nó sẽ phản ứng mạnh ngay. Yeah. Nó không có ngu, nó sẽ bóp băng thông từ 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 đến khi mà người dân vô Facebook quay vòng vòng và hơi sinh nản quá. Giờ coi thử có cái mạng nào khác không, rồi có cái mạng nào khác, mạng xã hội khác rồi chơi luôn. Rồi dần dần Nhưng người mà dân song sẽ song đó, song song đó nó cũng có một cái luật, cái quân luật đó. Phải đầu năm không em? Dạ đúng rồi. Và như vậy cái thì quân luật đó... ở Sài Gòn là người ta thức nguyên đêm, mà bây giờ em nghĩ chẳng lẽ lại có với em? À, bây giờ nó khác là ở một cái chỗ vậy nè. Cái luật giới nghiêm á, các anh chị phải hiểu rõ, nếu mà nói mà nhìn sơ qua, cái luật giới nghiêm và thiết quân luật gần như gọi là giống nhau, nhưng khi phân tích ra nó khác nhau. Luật giới nghiêm là cái giờ giới quy định để mấy anh chị không được, nói chung là sau khi ví dụ như là 10 giờ đêm mấy anh chị ra ngoài thì mấy anh chị đem theo giấy chứng minh nè, tối thiểu là đem theo giấy chứng minh đó, thì đó là còn nằm trong cảnh sát quản lý. Còn mà về thiết quân luật là ở quân đội quản lý. Nhưng mà hiện tại bây giờ đất nước Việt Nam không có chiến tranh, tại sao phải ban hành thiết quân luật? Mấy anh chị ở quốc nội có hiểu vấn đề này không ạ? À? Thiết quân luật là do quân đội quản lý ở một cái cấp cao hơn là cảnh sát nhân dân. Tại sao? Và cái thiết quân luật này khi mấy anh chị, ví dụ em nói cũng cái giờ giới nghiêm sau 10 giờ đêm, mấy anh chị phải đem thẻ căn cước, là giấy chứng minh nhân dân, mấy anh chị phải có đèn, cầm đèn đi theo hay là vân vân. Và khi nghe cái hiệu lệnh đứng lại, mấy anh chị phải đứng. Ở cái lệnh giới nghiêm á, khi mà công an xét mấy anh chị xong mà mấy chị không có là bắt bỏ vô đồn, sau 24 tiếng thả ra, hoặc là người nhà đến bảo lãnh thả ra. Đó, nếu như mấy anh chị phản kháng là không theo hiệu lệnh. Còn ở thiết quân luật, nếu như nó kêu mấy anh chị đứng lại mà mấy anh chị bỏ chạy, nó được quyền bắn bỏ mấy anh chị. Đúng. Và khi mấy anh chị ra đường không có đèn, giống như trang hồi mà chế độ cũ, chế độ mà Việt Nam Cộng Hòa, mấy anh chị không có đèn là mà nó kêu đứng lại không đứng, nó bắn bỏ luôn. Là nó được quyền giết người khi mấy anh chị không tuân lệnh. Và những cái người mà quân đội đó, những cái người quân đội mà đi tuần đó là sẽ không chịu trách nhiệm trước tòa án binh. Mấy anh chị phải hiểu rõ phân tích hai vấn đề này. Nó khác nhau ở chỗ đó. Một bên là cảnh sát vẫn còn quyền nắm giữ, còn một bên thiết quân luật là quân đội nắm giữ. Dạ. Cái vấn đề nhưng này mà, nó... Nhưng mà mấy người ở miền quê đâu ảnh hưởng đâu, tại vì người ta ngủ sớm. Dạ, cái đó thì ít em có không ra biết. Ngoài đúng không em? Thì chỉ có những người ở thành thị thôi. Dạ, theo em phân tích, cái luật an ninh, luật sang năm 2019 này nè, Việt Nam có một biến cố rất lớn và quá nhiều biến cố. Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản đi trước một bước, đó là củng cố về luật an ninh mạng và luật thiết quân luật, để sau này mà mấy anh chị có biểu tình đó, nó được quyền bắn bỏ mấy anh chị luôn. Yeah. Cho nên mình phải làm trước. Và bây giờ hiện tại người dân bây giờ thật sự là đang quên lãng vấn đề. Đúng. Luật an ninh mạng và thiết quân luật luôn. Đúng vậy, đúng vậy. Họ quên lãng luôn 99 năm đặc khu. Đúng. Thiên thời địa lợi Việt Nam mình có, nhưng nhưng cái nhân chưa có hòa. Cái nhân cái nhưng nhân mà ở Việt chuyện Nam còn đó sao lại lãng quên nhanh ha. Dạ tại vì người, người
Cư dân Việt Nam nó có một cái như vậy nè mấy anh chị em và chị Ngọc Lục, đó là theo gọi là ayu, gọi là hùa theo, gọi là phong trào. Em thật sự biểu tình mùng 10 tháng 6 cũng vậy, chị coi những lại cái video clip đi, có người còn mang áo dài, có người còn mang cao gót đó. Người ta đâu có ý thức được là cái mùng 10 tháng 6 đó là để đi xuống để dành không cho Đảng Cộng sản bán ba cái biển đảo của chúng ta, gọi là đặc khu gì đó. Người ta không có biết được là cái đó là cái nguy cơ mất nước, họ không có biết được. Và họ càng không đi tìm hiểu là nếu như đặt hệ thống radar hoặc là hệ thống gì theo dõi ở ba cái đặc khu đó là có thể theo dõi cả đất nước Việt Nam nhất cử nhất động. Và nếu như đặt những vũ khí quân sự như chạm phóng tên lửa hay bất cứ một cái gì thì không có một cái tên lửa đánh chặn nào có thể đánh chặn kịp được, tại vì cự ly của nó quá gần. Đúng. Họ không có biết được điều đó. Hồi xưa mấy trăm năm trước á, mấy ông cha ta đánh một trận ở Vân Đồn rất lớn, máu có thể đổ thành sông, nhưng mà mấy trăm năm sau Ok. Trung Quốc nó chiếm không tốn một viên đạn. Ok, quân chương next Ok, quân nha. chương next nha. Ok, À, dạ rồi ảnh đợi hơi lâu rồi, em đợi thôi hơi để lâu cho rồi. À ảnh dạ rồi, chia sẻ và ảnh muốn nói gì em đó, cảm ơn anh Linh Quân chương nhắc nha, mình chứ không trần thôi em quên á, tại vì cái chị cũng quên em xấu luôn, tính em hay nói. lãng quên lãng quên lãng quên Dạ rồi, dạ rồi không chị, sao, em xin phép chị Ngọc Lục cho em người xuống. đó bây giờ mình làm quen rồi, mình làm thân rồi, không sao đâu, Dạ rồi, em xin phép chị Ngọc Lục cho em xuống ok. và nhường lại cho anh Linh À, Chương. bây giờ mình bấm Bây chỗ giờ nào mình để bấm cho chỗ em nào xuống để ta, em xuống ta? Như vậy thôi, để Minh em Chương, tự xuống luôn đi, vậy em tự tự xuống tự hả, trượt. Dạ. tự tự xuống Tự rồi, tự cảm xuống ơn rồi, em cảm ơn nha. em nha. Giờ quân chương sao ta, à, bấm quân chương, giờ bấm quân chương sao đây, quân chương ép quân chương đó, quân chương ơi được không, mái ngang để cái chiều đứng dậy. Buồn ngủ quá Hello, xin à. lỗi, Trời buồn ngủ quá xin à. lỗi, mười một Ok giờ 20 rồi hả, 25 rồi hả, ê, ờ thôi xin lỗi, ok, đang không ngủ sao hả, không sao, nói gì chứ chưa sao không ngủ nói được, chuyện, nói người chuyện ta tôi quên, xin xin người ta lỗi xin ta xin mời lỗi. lên này, ta đang ngồi ta đợi cho bộ ngồi đợi chứ sao mày xuống ngủ được. Như Được vậy rồi, nè à, xin giới à. thiệu quý vị là đây là anh chàng đa đảng của Sydney chúng tôi nha. Gặp ổng là thấy là đa đảng rồi. Giờ sao? Ừ, Chưa, hồi trưa, phải nói hồi cho sáng rõ. làm livestream 1 tiếng rồi phải không? Vừa live stream mà vừa livestream. Cái nhất là phải nói là quân ba sọc, thấy không? Thôi ở Việt Nam nó có quân xịp vàng, quân xịp đỏ, mình chơi một cái biệt danh mới là quân ba sọc cho nó nổi, cái xong rồi mới tới mới nói mấy cái vụ là đa đảng tam quyền phân lập, nó có rõ ràng từ từ chứ, từng từng bước một chứ. Ok, thì lần đầu tiên mới lên cái diễn đàn của chị Ngọc Lục, em xin gửi lời chào đến các fan của chị, rồi mình cũng kêu gọi các bạn chia sẻ và ủng hộ cho một cái Diễn đàn mới, livestreamer, Facebook livestreamer mới của Sydney. mình diễn mình hy vọng là cứ mỗi thứ bảy là chị sẽ lên livestream hàng thứ bảy nha, tại mình có người thứ hai, người có thứ ba chưa có nè, thứ tư có, thứ năm, thứ tư chưa có nè, thứ năm có rồi nha, thứ năm là thằng quân ba sọc nè, dạ thứ sáu là Minh Lương nè, thứ bảy là Phú Cường nè, thì bây giờ tối thứ chiều chưa thứ bảy là Phú Cường, nhưng mà tối thứ bảy là có chị Ngọc Lục, này và mình cần kẹt dữ thêm là lắm chủ đó nhật nha, chủ không, nhật chủ quân nhật Minh quân chương không, chủ nhật hả, thì quân trương tiếp, nhưng mà không có kẹt, à tại sao mà kẹt được, kẹt có nghĩa là em gài chị vô thế kẹt luôn á, phải không ừ ra gài vô đó có nghĩa là khỏi ăn nhậu đó phải không, trời ạ? ơi ổng vừa lên cái diễn đàn nó nóng liền đó, thấy không, sao trong đây Thì có fan gì của quân rồi chương không, dạ chắc cho cũng số có, một xin đi, mình fan của xin quân chương chào. đó. Dạ, xin mình xin chào tất cả các fan của mình, mong mọi người ủng hộ chị Ngọc Lục ở Sydney. Chị làm diễn đàn rất là hay, và Quân cũng coi được có một hai cái, Quân đợi hoài hình như là cứ đầu tháng xong cái, xong rồi tới khi mà trăng khuyết chị làm cái, xong rồi tới khi trăng tàn là 30 chị làm cái, chứ mình đợi riết cái mình mỏi mòn lắm, cái mình muốn nguyên ngủ luôn. Nhưng mà hy vọng là từ nay trở đi là cứ mỗi thứ thứ bảy ha, là mình sẽ gặp chị ở trên này. Rồi bây giờ mình trở lại cái nãy chị đang chia sẻ rất là hứng thú. Nãy có anh Đoàn Huy Chương, Đoàn Huy Chương là các anh chị các bạn biết là một người Về đã công thành lập đoàn đó. công đoàn độc độc Yes. lập, nhưng mà anh đã bị
coi như là nhập kho, mình nói cái từ cho nó nhẹ nhàng chút xíu ha, đừng nói đi tù gì kia, nó nghe nó nặng nặng lắm. Kêu mình anh bị anh được nhập kho một thời gian, không biết giờ anh Trương còn đây không, thì mình kiếm xin giới thiệu với các bạn mới chưa biết anh Trương, thì anh Trương đã nhập kho hình như là cũng 3 năm mấy 4 năm á, xong rồi cuối cùng mới về. Thì một cái tin vui cho công đoàn độc lập Việt Nam á, là các anh chị các bạn biết rằng là khi mà cộng sản bây giờ nó phải buôn bán, như mình nói đã phải cần buôn bán nước ngoài thì nó mới sống được, chứ không phải là bế quan tỏa cảng xong rồi giống như là thơ của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đó, hoan hô đồng chí bí thư anh về phân Bắc phân Nam đầy chuồng gì đó. Cái nghĩa là hồi đó đồng chí Nguyễn Chí Thanh là có một kế hoạch là mỗi người ở trong cái trại súc vật xã hội chủ nghĩa đó, là khi mà đi vệ sinh đó, thì đừng có bấm nút, tại vì cái kiểu mà của tư bản giải chết nó bấm nút một cái nó mất tiêu à, nên là đồng chí đó phải kêu là đào một cái hố ở trong nhà hay là ngoài vườn á, xong rồi đi ra xong rồi để đó ủ phân lại, xong rồi lấy cái phân đó đi trồng rau trồng khoai. Vậy Nó là hả? cái kiểu kinh tế của xã hội chủ nghĩa vậy, nó tính nó đi một vòng tròn vậy đó, là nghĩa là xong rồi nó đem về cái nuôi cá, xong đem về nó ăn tiếp, bởi thằng nào nấy giờ nó giống y chang cái con cá, cái đầu trê, cái con cá trê vậy đó. Thì đó mình nói vui thôi, nhưng mà trở lại cái vụ là khi mà cộng sản bây giờ nó phải tham gia cái Liên Âu á để nó buôn bán á, thì bên công đoàn Liên Âu là tên là hình như là EVFTD phải không ạ? Đúng rồi. Thì nó bắt buộc là Việt Nam phải cho mở một cái công đoàn độc lập. Thì cái này là một cái cơ hội cho người Việt. Chẳng hạn như bây giờ nãy mình nói cái vấn đề là ở Việt Nam bây giờ làm gì cũng không được hết á. Làm gì nó cũng bắt này kia, rồi mình làm cho người Việt Nam sợ lắm. Nhưng mà bây giờ mình mở ra một cái hướng mới đi. Đó, thì bây giờ mình lợi dụng cái này. Hướng gì đây? Thì các anh chị các bạn nào mà không dám hô hào chống cộng, diệt cộng hay là ba sạch hay là bốn sạch gì đó, thì mình cứ vô mình tham gia công đoàn độc lập, nhưng mà mình Đúng. phải có một cái lập trường vững, đừng cho cái công đoàn của cộng sản nó thao túng. Và thật sự đó thì khi mà Quân làm bên này một thời gian đó, thì Quân cũng có tham gia công đoàn, chẳng hạn như công đoàn bên này là như là công đoàn TWU hoặc là NTEV, công đoàn của Úc đó. Thì mình biết rằng là các anh chị biết rằng là nó cũng lừa. Công đoàn lao động Việt Nam nó cũng qua đây, cũng tham dự dự hội họp, nhưng mà nó lừa. Nó nói giống như là nó cứ coi như là công đoàn độc lập, nhưng mà khi mình nói chuyện với mấy thằng delegate của mình đó, thì nó không. Ở Việt Nam nó không có công đoàn độc lập, thì cái công đoàn nó là cánh tay nối dài của đảng thôi, của một cái nhà nước độc tài đó. Thì thật sự mấy thằng đó nó kêu ủa vậy hả? Thì mình mới chỉ ra một số điểm thì nó sẽ thấy được. Thì nó nói à, té ra thì cộng sản nó lừa cái phong trào quốc tế từ hồi mà Hiệp định Geneva, nó lừa dài 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 dài, nó lừa tới sau này nó Tới cũng bây lừa. giờ Thì luôn. chúng ta là những người, chúng ta là người, là phải người nào như Quân nói đó, trong một cái trụ cột nào mà đang chống đỡ nhà độc tài đó, mình lay cái trụ cột đó và mình giúp cho những cái tổ chức nước ngoài nó hiểu rõ hơn. Đó là một cách. Rồi còn trong nước đó, thì các anh chị phải tham gia để mình làm cái gì mà dưới cái khuôn khổ của luật pháp nó cho phép, để cho chi, để mình hạn chế bị nhập kho. Nói cái từ nhập kho cho nó nhẹ nhàng, chứ đừng nói từ đi tù nghe sợ lắm. Thì sau đó mình mới có cái lực lượng lớn được. Nó không phải là chống, theo cái cách nghĩ của Quân á, thì chống cộng nó không phải là cái gì mà phải tiêu diệt nha. Tại vì thật sự cái đảng cộng sản nó đã chết lâu rồi, mình phải dùng cái từ đó luôn, xác định với các anh chị các bạn là cái nhà cầm quyền cộng sản, mình nhấn vào cái chữ cộng sản, nó chết lâu rồi, nó Chết chết từ lâu năm rồi. 89 là năm 90 rồi. Nhưng mà đây là một cái nhà độc tài, một cái độc tài. Thì bây giờ đó mình đang đấu với một nhà độc tài, thì mình phải biết làm cách nào để mình đối phó theo cái cách mà nó thay đổi của tụi đó, giống như nó như con cắt kè, đổi màu nào mình chơi theo cái màu đó. Thì bây giờ mình nhìn có hướng tích cực là mình phải làm sao đó mình tham gia, tại vì khi mình muốn thay đổi một cái chỗ làm của mình thôi, đừng nói là một cái đất nước thì nó to lớn quá, mình không phải một mình thay đổi được, mình phải cần kết nối. Đúng Thì vậy. bây giờ các anh chị phải tham gia một cái tổ chức nào mà gần mình nhất, chẳng hạn như là nói ví dụ như là các anh ở Việt Nam đi, mình thập một cái hội là gọi là hội sợ vợ đi à, không, cái hội sợ vợ thì nó đâu có dính dáng gì tới chính trị đâu, nhưng mà thật sự là mình ngồi đó mình bàn cái chuyện chính trị với nhau đó, chứ không phải là mình làm gì. Thì mình nôm na mình phân tích sơ sơ cái vấn đề đó đó, để cho các anh chị các bạn thấy rằng là chúng ta nên nhìn cái hướng tích cực, chứ đừng mình nhìn cái hướng tiêu cực á. Rồi mình nói là luật an ninh mạng sắp ra 1 tháng 1 rồi, hoặc là cái luật thiết quân luật, hoặc là những cái luật này luật kia, thì mình làm cho mình tự mình sợ hãi đến nhau thôi à. Thì bây giờ đó chẳng hạn, bây giờ mình nói là an ninh mạng sắp ra, ok,
thì có người nói rằng là Google, Facebook á, nó sẽ rời Việt Nam. Thật sự hồi xưa giờ đó, Google, Facebook chưa hề có ở Việt Nam. Nó thật sự là nó chỉ kết nối qua cái mạng Internet thôi, chứ nó chưa hề đặt cái server đó lần nào cả. Thật sự bây giờ là Cộng sản nó hù người dân thôi. Cùng lắm thì nó chơi theo kiểu của Trung Quốc, nó đặt cái tường lửa lên, nó ngăn lại thôi, chứ không phải là nó cấm, nó không cấm được. Nhưng mà mình nói là cộng sản đi trước một bước, như là bạn bạn Tâm nãy ha, bạn nói thì mình nói là không, mình đi trước cộng sản một bước, mình đi trước đâu một bước, bước cái chỗ nào là kiểu là ngày xưa cái lúc mà Trung Quốc á, nó chơi cái chiêu nó ép thằng Google á, phải lọt ra, hoặc là không, hay là nó đặt tường lửa cho Facebook, nó không, người Trung Quốc không xài được. Nhưng mà dân Trung Quốc khi đó nó chưa có hiểu cái VPN. Còn bây giờ chúng ta đã hiểu cái VPN lâu rồi, chúng ta đã xài thử lâu rồi, thì lấy cái cớ gì mà chúng ta sợ? Nó có bật tường lửa đi, tao leo tường, tao chui tường, tao qua, tao chơi tiếp. Thì đấy là quan trọng, là các bạn có kiên nhẫn không, các bạn có chịu đi chia sẻ với những người chưa biết rằng là chúng ta có cái VPN. Nếu bây giờ nó đặt cái tường lửa lên á, ê các anh chị ơi, các bà con làng xóm ơi, đầu trên xóm dưới ơi, cài cái này vô là tôi thấy cái VPN này của Minh Lương nó chia sẻ hay lắm, đặt vô chơi tiếp. Thì làm sao, thì chúng ta vẫn đi trước đâu một bước, trừ khi các anh chị các bạn cứ ngồi đó cứ than phân trách phận, than thân trách phận, chúng ta không có chịu làm một cái gì để chống nó hết đó, thì tất nhiên là mình đi sau đó một bước vậy thôi, chỉ đơn Đúng. giản vậy thôi. Rồi một cái chuyện nữa, mình nói về cái vấn đề là cái bóng đá, nãy là nói về cái bóng Bóng đá. đá, mình có cái nhìn khác. Chẳng hạn như là các bạn nói là tại sao cái những người ta yêu bóng đá, người ta sẵn sàng người ta xuống đường rầm rộ nhưng mà biểu tình ta không đi. Ok, bây giờ phân tích qua cái bóng đá, mình nhìn khác. Tại vì mình nhìn theo cái cặp mắt là một người lớn ở Việt Nam, mình cũng đã từng đi bão, mình không biết. Thật sự đó, Đi bảo vui không? nó không phải vui, mà cái đó là gọi là đi theo cái hào hứng, theo cái phong trào. Cái Việt Nam nó có cái chiêu vậy đó. Tại cái tuổi trẻ của mình đó, thì lúc nào nó cũng hào hứng. Chị biết không, chị phải cần, chẳng hạn như là chị đi qua suốt đêm cũng không sao, không phải tuổi già như giờ là đi cái mai là đuối, nhưng mà đi xong mai về ngủ, ngủ xong cái dậy tỉnh quên không đó. Thì cái vấn đề chỗ này nè, một cái thằng cầu thủ đó nó không cần học khỉ gì hết đó, không cần học là phương trình, nó không cần học là sin cos cô tan ông mẹ gì hết đó, nó chỉ cần đi đá banh hay. Nó đá banh hay á, thì sau đó nó được người ta chịu không, thì nó đá hay thôi, thì cái vụ nó đá banh hay là ok rồi. Cái người coi bóng đá cũng vậy, cái người coi bóng đá đó thật sự đó, đưa cái cờ nào nó phất cái cờ đó. Chứ các anh chị các bạn đừng có nói là tụi nó, mình nói không phải là mình bên nha, bên này mình nói theo cái chiều hướng là những người Việt Nam, những đứa bạn ở Việt Nam nó nói, mình nói ơi mày cầm cái cờ Phúc Kiến mày quấn xung quanh người mà mày chạy vào đường mày có thấy nhục không. Nó nói nhục mẹ gì, mày đưa cái cờ đó tao quấn cái cờ đó, cái lúc đó là tao đang hứng chứ tao không có nghĩ gì cái cờ hết á. Thì đấy, thì bây giờ nè, có thể là các bạn các anh chị nhìn vậy, ở hải ngoại các anh chị nhìn vậy, các bạn nghĩ rằng là mấy tụi này nó ngu ngốc ghê, nó lấy cái cuốn cái cờ Phúc Kiến nó chạy nó tự hào. Không, nó không tự hào, thật sự nó chạy theo phong trào. Có nghĩa là bây giờ đó, cái lúc mà chị bây giờ không biết chị có thích coi đá banh không à, hay là các bạn thích không à, nhưng mà khi mà Quân Không, thích coi đá banh đó, mình thì không chẳng thích. hạn bây giờ Úc đi, nhưng Úc đá đi, thằng Sóc Ru đá đi, khi đó đó công trong tay Quân có cái gì Quân phất cái đó, tôi đưa cái cờ Úc phất, Úc đưa cái cờ gì Quân phất cái đó, có cái ghế cầm lên cái ghế luôn. Nó lại khá là cái đó là cái nhiệt huyết trong người nó hào hứng, tại mình đam mê cái đội bóng của mình, mà không phải là đội bóng của mình mà đội nào hay chơi hay mình cũng phất hết á. Thì là ok, mình nói về cái vấn đề này để mình giải thích chút xíu về cái vấn đề là các bạn đừng có quá kỳ thị những cái người Việt Nam khi mà người ta thắng, người ta là tự hào cái đội banh của mình. Hình như Đội là banh của mình có nghĩa là bây mới giờ có bạn nào vô nói là thắng 1-0 kìa, Việt Nam thắng rồi. à, thì đó thì bây giờ đó mình cứ 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 đó là mình để chung cái chuyện riêng. Cái đó là bây giờ các bạn đang hào hứng về cái đá banh, chẳng hạn bây giờ Quân thích cái đội Manchester của bên 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 châu Âu, thì cái đội Manchester lên là Quân cũng phức, là tại vì Quân thích nó, thì mới ok là cái bỏ chuyện bóng đá bên. Nhưng mà chúng ta phải khôn khéo làm sao chúng ta lợi dụng những cái đợt này, chúng ta truyền cái cảm hứng cho các bạn ở Việt Nam thấy rằng là các bạn ơi, thật sự cái đội bóng của Việt Nam đáng lẽ nó phải thắng nhiều trận hơn nữa kìa. Đúng rồi. Nếu mà nó được ở dưới cái thể chế đa đảng tầm phần lĩnh Úc á, nó chi một năm là tiền triệu 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 đô cho thể thao. Nếu bây giờ đó chưa có thằng cha nào mà đảng nào mà dám lên mà dám cắt cái phần thể thao của Úc hết á, dân Úc nó cự liền, nó nói đó là cái niềm tự hào của tao mà mày đừng có cắt à, mày cắt tao cho mày xuống à. Thì đấy, thì mình bây giờ mình truyền đạt cái cảm hứng cho các bạn ở Việt Nam rằng là nếu mà các bạn á, chịu khó xây dựng cho Việt Nam mình có một cái thể chế
đảng để nó cạnh tranh chính trị, nó giàu có hơn đó, thì các bạn tha hồ mà chạy ra đường mà tụt quần. Không, cái ý mình nói là tụt quần nghĩa là mình hào hứng đó nha, là cái nghĩa là mình chơi cho nó vui, để chi, để cho mình cảm thấy tự hào hơn. Còn bây giờ đó, cái đội bóng đó, biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình chỉ đá cà tàng trong cái đội U23, U nghĩa là Under 23 đó, trong cái khu mà Đông Nam Á chứ không phải được đừng nói là châu Á, tại vì bên bên đó cái báo đảng Mỹ nó lợi dụng cơ hội á, xong rồi nó tăng bốc lên là nó làm cho nhưng là chúng ta đặt cả thế giới dưới chân dưới giày tập lâm la, nhưng thật sự là không, mình chỉ đá cái dòng là Đông Nam Á thôi. Thì đó, thì mình đừng, mình theo cái quân nghĩ là mình đừng có lên chống cái người mà ta đang 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 cái cảm xúc và người ta đang đang vui mà. Thì nếu mà mình chống mà nó cái đủ đứa này nó ngu, thật sự không ngu, có những đứa đó nó học có học cấp bằng cấp cao, nó có kiến thức, nó cũng có đam mê chính trị, nhưng mà cái lúc này là gọi là cái football fever, có nghĩa là nó đang cái lúc đó thì cứ để cho người ta chơi chứ mình không nên chống, tại vì cái đó nó không hay, tại vì mình nghĩ cái đó nó hơi có vẻ tiêu cực, mình chống mình cũng phải chống cho nó khoa khoa có khoa học chút xíu. Thì cái cách nhìn của Quân là nó vậy, thì tùy tùy các bạn, nhưng mà cái cách nhìn của Quân là nó phải vậy. Chẳng hạn bây giờ đó có thể là Quân không thích cái nước châu Âu thế nào đó, nhưng mà bộ đống châu Âu rồi đó mà Quân đam mê đó, Quân cũng sẵn sàng, Quân ủng hộ cái cờ của nó, Quân có mặc cái áo của nó chứ không sao hết đó. Rồi tới một cái chuyện nữa là Còn nhớ Quân không? muốn muốn nói về cái vấn đề là cái sự thay đổi ở Việt Nam. Cái sự thay đổi với Việt Nam á, chúng ta còn bị một cái hạn hẹp. Chẳng hạn như hôm nay Quân nghe một cái tin tức là mới đưa ra là năm nay là cái lượng kiều hối trở về Việt Nam nó đã đạt tới mức độ là 15 tỷ, nó hơn năm ngoái chứ không phải là không. Sao lại Là vậy ta? hôm năm nay. Thì mình thấy rằng là chúng ta vẫn thất bại trong cái công cuộc là gọi là tuyên truyền, nó có từ cộng sản tuyên truyền, nhưng mà có gọi là mình khai dân trí cho chính cái cộng đồng hải ngoại, chứ đừng nói gì là cộng đồng ở trong nước. Ok, cái này đó thì có hai phần, mình xin chia sẻ hai phần. Một phần á là có thể là chúng ta đã đi một bước khá xa về những cái người Việt chống cộng, người Việt tị nạn cộng sản, nhưng mà mình bỏ quên một cái mảng là gọi là sau này đó, người Việt Nam nó đưa ra nước ngoài rất là nhiều gọi là những người đi hợp tác lao động. Trong cái phong trào chúng ta đó, có đứa nào đã thâm nhập được cái mảng đó, hoặc là chúng ta cứ mãi làm những cái chuyện là kết hợp với nhau không à? Hoặc là mình nói về cái vấn đề là mình thấy mình cũng còn thất bại nè. Trong cái cộng đồng du học sinh đó, ở Úc đây là khoảng chừng là 50 mấy ngàn, ok, thì trong cái phong trào này chúng ta đã kiếm được đứa nào chưa, kiếm được cái đứa nào là làm để khai cho những cái đứa sinh du học sinh đó chưa? Tại vì bây giờ mình đừng có ngồi đó là mình chửi nó nữa, mình chửi nó là vấn đề là nó sao tại nó u mê, nó còn đem cái cờ phúc kiến. Cái vấn đề đó, đó là cái tội lỗi nó có từ cái thời Hồ Chí Minh, là Đúng vậy. và cái đảng cộng sản nó đã brainwash cái giới trẻ tới bây giờ. Nhưng bây giờ mình ngồi mình chửi hoài cũng không có vấn đề, mình làm sao để mình xâm nhập cái mạng đó. Bạn Minh Trừng có thể là vô đài SBS của Australia đó thì cảm thấy được là cái công bố là 15 tỷ mấy đó cho năm 2018, cái tiền kiều hối gửi về. Thì nhưng mà nói rằng là cái tiền kiều hối này đó đa số nhiều nhất là cái nhóm là gọi là đi hợp tác lao động đó, tại vì nó xuất khẩu lao động rất là nhiều, nó đi ra bên Lào, Campuchia, nó đi bên Nhật, đi Nam Hàn, đi Đài Loan, đi rất là nhiều, có đi bên hướng Nga, Đông Âu nữa. Thì cái đó nó gửi tiền về Việt Nam rất là nhiều chứ không phải không đâu, tại nó đi làm mà ra đó là để đi cày thôi mà, gửi tiền này thôi. Thì cái đó là cái tiền chứ không phải là nói là cái tiền của người Việt cho tị nạn cộng sản gửi về đâu. Thì đó, thì mình nói rằng là cái nhóm đó đó, cái lượng khách hàng đó đó, chúng ta chưa có được những cái người nào mà làm để cho khai cái trí của những cái người đó, người ta không hiểu là bất tuân nhân sự là cái gì, chúng ta còn thiếu lắm. Bởi vì là bên cạnh em làm livestream, em hay đi em dụ dỗ, em kêu gọi, hoặc là giống như chị Ngọc Lục vậy đó, em biết Bị là dụ bây giờ dỗ chị đã hả? làm hết tiếng mấy Bị rồi, dụ dỗ vậy nhưng mà hả? em phải ép chị, Bị nghĩa dụ là chúng ta phải cần nhiều tiếng nói hơn, tại vì chị đừng có nghĩ rằng là chị làm sẽ không có được vài ngàn view hoặc là vài cả ngàn người coi, nhưng mà chị đã khá thành công trong cái nhóm của những người thích chị. Tại lạ lắm, chẳng hạn như là có nhiều người nó thấy giống như chẳng hạn như chị Lisa Phạm làm đi cả ngàn ngàn người coi lận, nhưng mà có nhiều người cũng không thích bả, nhưng mà ngược lại có những người đó là thích chị hoặc là thích em. Thì đấy, thì chúng ta cần
có cái sự mở rộng ra và cần thêm nhiều người tham gia, chứ không phải là mình nói là có nhiều cái tự dư luận viên nó hay chơi cái loại cao cấp, nó hay chơi mình cái kiểu như đánh tâm lý, nó à, mày làm có nhiêu đâu, có 100 mấy chục người coi à, không cần thiết. Ủa tôi đâu phải tôi làm mà tôi kiếm tiền từng trên cái số lượng người view đâu, tôi muốn đưa cái tiếng nói của tôi, cái tiếng kêu gọi đa đảng của tôi cho những người mà thích tôi thôi. Thì đó thì mình cũng phải kiên trì cái đó, thì cũng chia sẻ thêm chút xíu đó đó để cho các anh chị các bạn thấy rằng là cái công cuộc chúng ta đang đi đúng hướng. Với lại là chúng ta đừng có nản chí, nhưng mà quan trọng đó, nếu mà chúng ta lôi kéo được nhiều người, cái này là một cái lôi kéo về cái hướng tốt, cái hướng tích cực chứ không phải là cái hướng tiêu cực như ngày xưa cộng sản nó dụ, nhưng mà mình cố gắng mình kiên trì để làm sao đó mình kiếm thêm được khách hàng. Và cái các bạn ở Việt Nam mà nếu mà muốn nói có ngược ý, các bạn cũng đừng giận là mình đang đấu tranh cho một thể chế đa nguyên đa đảng, mình phải chấp nhận những ý kiến khác biệt để làm chi, để khi mà cái tiếng khác biệt đó nó làm cho cái ý kiến chung được toàn vẹn hơn. Còn nếu mà chúng ta mà cứ thích xây dựng á một cái cách đó là không phải đúng một chiều, giống như là có nhiều người lên đây tham gia đấu tranh cho Việt Nam tự do đa nguyên đa đảng mà nói là không, mình phải cùng một hướng, mình phải cùng một tiếng nói, không nếu vậy là mình lại đi trật hướng rồi. Tại vì đó cho dù mình có cùng một hướng là mình có giật đổ được cái độc tài cộng sản này nữa, nhưng một thời gian sau mình lại trở lại độc tài giống cái kiểu của Nga vậy đó. Đúng Bên Nga nó cũng hồi xưa là nó cũng giật đổ độc tài xong rồi nó muốn xây dựng đa đảng, nhưng mà nó quên một cái chỗ đó, nó quá tin tưởng những cái giới tinh hoa mới, và cuối cùng sao, cuối cùng nó lại rơi vào cái độc tài kiểu mới đó. Thì mình tránh cái trường hợp đó, nên là các bạn đừng có vì mình nói hơi khác biệt cái ý của các bạn chút xíu cái tự nhiên các bạn cảm thấy là thằng này chắc có lẽ là Việt Giang Việt Cộng gì cài vô, không không phải ý mình, muốn là mình muốn xây dựng một cái thể chế tự do hơn chút xíu. Thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn, nhưng mà mình muốn tóm lại mình gài thế chị Ngọc Lục là mỗi Bị thứ gài bảy phải ha. không? Dạ Dạ không, nếu mà không mỗi chị thứ không bảy không có đi được. đâu Bất bất thứ chợt mấy. hả? Thường Quân Dạ Chương thấy ok thứ livestream thì bảy không tuần báo rồi trước rồi đâu. rồi Bất chợt, bữa nay trời rồi mưa, ngày mai vậy trời nắng. ok rồi đi, nếu bất chợt thì mình Ok. xin thông mình xin kêu gọi các bạn, bây giờ kêu gọi bà không được, mình kêu gọi các bạn. Kêu bạn, Các bạn kêu gọi ơi, các bạn đi, các các bạn bạn ơi đi. phải và các bạn phải lên kết nối với chị Ngọc Lục, nhấn cái nút follow đó, rồi xong rồi nhớ là vô cái livestream của bà đó, bấm cái nút đó là notification on đó, có nghĩa là bật thông báo đó, để Dạ khi nào bà lên cái là tại vì mình biết bà là không có mình thông lên. báo. Dạ, tại bà không thông Thế báo. đó, thế đó Thế bị nên là vậy, bởi phải vậy, chơi bởi cái khách vậy sạn của chỗ khổ mình vậy đó. phải bấm vô bật thông báo để khi bà lên cái mình lên. Ok Kêu gọi rồi. xong chưa? Bây giờ tới mình hỏi nè, tới mình hỏi nè. Rồi Vậy là Quân rồi rồi Chương làm chương trình Facebook này, kêu gọi này là khoảng, hay là truyền tin tức này là khoảng bao lâu rồi? 2 năm, 3 năm? Hay là từ à, nào? mấy năm rồi, mấy mấy con năm rồi. Ủa, Em thật sự mình nhớ là lâu rồi mà ta. em Còn dạ thì mình lần đầu tiên mình coi Quân Chương biết là cái gì không? Chương gì trình đấu tranh bất bạo động nhậu số nhậu 10. ồ cái đó là mới Số mới đây 10. Thì mới đây, mới coi hồi tháng dạ 7 hả. à. Ừ Mới coi ừ tháng đúng 7 xong rồi số 10, bắt đầu mình quay đầu lại mình coi từ số 1. Số 1 mình à chạy tới dạ số cảm 10. ơn chị Rồi dạ bắt đầu mình mới biết luôn ô là từ từ lúc đó. à vậy là chị chơi theo cái kiểu mà đánh kiểu mà đọc đánh võ ngược của Kim Dung phải không, cái như là đọc cái Đó dụ như là Hoàng 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 Dung á, đọc tự ngược nhiên cái Châu Bá Thông đi lộ đầu đất á. vô cái là chơi số 10 liền, cái mình đi ngược là mình tìm số 1, mà tìm số 1 hoài không thấy nha, cái mình coi lộn xộn hết. Nhưng mà hay Dạ. Ok cái bữa bộ bữa 10 nào à. Dạ. bữa nào gì. Bữa nào em cứ nghĩ em tổng kết cái đó lại rồi em post lên trong một cái trang đàng hoàng để cho nó có cái hệ thống hóa đó. Chứ cái làm cái kiểu này đó giống như là người ta coi đầu cái một cái coi cái ba coi cái năm coi phim tập cái đó nó mau chán lắm. Phải coi từ tập 1 tới tập 10 chị. Đúng rồi, mình phải kế Dạ. nhau đúng không? Lúc đó mình tìm cũng Dạ. hơi khó lắm á. Rồi, Dạ dạ. cảm ơn Quân Chương đến lên chia sẻ hôm nay, dù đã trễ lắm rồi nhưng mà cũng ráng chờ đợi. Chân thành cảm ơn luôn Minh Trần lên chia sẻ lần đầu tiên livestream của mình, lần đầu tiên mới tên luôn nha. Hai vị Rồi, khách ok. mời đầu tiên của ngày hôm nay và cũng là lần đầu tiên livestream Ngọc Lục. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi. Quân Chương biết không, một cái phone như vậy mình đang quay từ cái phone á, hồi nãy là đầy pin nha, mà mới 2 tiếng Đúng hả? Sao bây giờ còn 10% à? rồi, chị phải Mau cắm vậy. sạc á, em vậy đó. Dạ. À, Cái livestream mình nó tốn tốn dữ lắm. nếu nếu cắm sạc đó thì mình không có đeo cái này được. Tại cái này là cái chỗ sạc. À, chị tại vì chị xài cái phone mới. Chứ Quân Chương Nếu mà xài phone vậy đó gì? chị
Không, phone em cũ nó có hai hai lỗ, cái lỗ iPhone À, 8 riêng cái này rồi cái lỗ sạc phone riêng. iPhone 7. Ok, được được, ngày mai đó, ngày mai nếu vậy ngày mai chị ra gặp em ở ngoài Capramatta đi, em mua cho chị cái cục, nó đổi ra cái chỗ đó luôn, một lỗ thôi mà nó cắm vô một cái nó ra một cái để nghe, cái tai nghe một cái để nghe nó sạc. Để một lát mình gửi địa chỉ, Quân Chương gửi tới nhà, ship lại nhà cho mình nha. Cảm ơn nhiều. Xếp tới nhà luôn hả? Xin lỗi, ngày Hơi là mai kẹt còn nha. Cái này mình lên mình, chia sẻ vậy cái này rồi, ngày mình mai có tính làm mời livestream không vậy? dạ Còn chương có, trình ngày mai Sunday có. nữa mà, còn chương trình Sunday nữa phải Dạ không? Rồi vậy thôi, đi ngủ dạ sớm để ngày có mai còn làm nha. Cảm ơn dạ Quân Chương, ok cảm ơn dạ tất cả các chị. Thôi bây dạ giờ Ngọc Lục cũng xin kết thúc diễn đàn luôn. bình Chào tất cả các chị nha. Dạ rồi, chào Quân Chương. dạ Good night. dạ ok.